Tiếp nối với câu chuyện của phần trước, sau khi an ủi bạn thân khi biết tên bồ đã đá cô ấy vì cô ấy đã mang bầu, Thành Giao cùng bạn thân đi về nhà để đòi lại công bằng và lẽ phải cho cô bạn đáng thương của mình. Tức tốc cả hai bước vào nhà thì bất ngờ thay họ đã phát hiện có tiểu tam. Lý Mộng Đình mất quyền kiểm soát liền lao vào Innova, một đấm thì thiếu mà một đá thì thừa. Khó khăn lắm Thành Giao mới có thể xoa dịu và cản người bạn của mình lại. Sau đó cô dìu cô bạn thân của mình xuống và muốn giúp người bạn bị chồng bỏ rơi này có nơi ngủ nghỉ. Ai có mà dè khi vừa nói với Tiền Hằng thì đã bị anh lạnh lùng mà từ chối. Anh sẽ nhận vụ án và giá trị của vụ án là 50 triệu, tối thiểu 25 triệu, không thể thấp hơn nữa. Anh tỏ ra là người được quyết định ý thức bởi đồng tiền. Tuy nhiên anh này chỉ được cái ra rẻ như thế chứ thật ra lại là một người sống bằng tình cảm. Tối hôm qua, anh bấm tay và biết trước rằng cuộc đàm phán chắc chắn thất bại. Anh ta đã sắp xếp trước một khách sạn dưới tên của Thành Giao và cho Lý Mộng Đình tạm thời ở lại. Còn anh thì ung dung buồm lái ta ngồi trong xe ăn cháo trắng do người ấy mua, anh ta vui vẻ làm theo yêu cầu của đối phương, dùng tài khoản của Thành Giao để phát live stream mút bang riêng tư. Vì Thành Giao nói sẽ kiểm tra khi quay lại để chắc chắn anh ta thực sự đã ăn món mà cô đã mua. Anh ta ừm qua loa chứ anh nào giờ có biết live trực tiếp là gì đâu. Tiền Hằng hoàn toàn không biết cách thiết lập phát sóng riêng tư, cứ thế ung dung mút bang cho cộng đồng mạng xem. Việc này làm cho tất cả nhân viên công ty đều ngạc nhiên. Có người còn tò mò tại sao sếp tổng vốn lạnh lùng kiêu ngạo lại đột nhiên phát sóng trực tiếp. Anh ta cố tình dùng tài khoản của Thành Giao, không dùng của người khác. Đó chính là vì sếp thích Thành Giao. Mà may mắn thay họ không nghĩ sâu xa đến như thế, ý tưởng điên rồ đó nhanh chóng bị bác bỏ. Nếu không thì hình tượng kiêu ngạo, tổng tài nghìn tỷ của Tiền Hằng sẽ sụp đổ. Còn Thành Giao khi thấy điều này thì mắt chữ O mồm chữ A vì quá bất ngờ. Cô cũng không ngờ sếp lại dũng cảm như vậy. Cô liền chạy xuống để hỏi tội, sếp ơi mọi người đều xem trực tiếp của anh rồi đấy. Thành Giao không thể ngờ người khó ngủ ngày nào giờ lại như Nobita vừa ăn xong đã ngủ gà ngủ gật. Vì thế cô đơn độc xem lại đoạn phát sóng và nở nụ cười trên mặt, ta nói còn cười là còn khổ đó. Ngày hôm sau khi Thành Giao đề xuất muốn giúp bạn thân đòi lại công bằng, Tiền Hằng đã bày tỏ lo ngại của mình, sợ cô không thể giữ vững tình cảm trung lập, cuối cùng sẽ mắc kẹt trong bùn lầy của vụ án, không thể làm rõ tất cả các chi tiết. Nhưng sự kiên định và lòng quyết tâm giúp người yếu thế của Thành Giao cuối cùng cũng đã khiến anh ta đồng ý. Trong quá trình đó, nếu có bất kỳ vấn đề gì cô có thể tìm tôi, đừng làm hỏng mọi thứ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Thành Giao vô cùng hạnh phúc khi nghe sếp tổng cho lời dặn chống lưng tuyệt vời đến thế. Khi rời đi, cô còn làm dấu trái tim nhỏ tặng cho sếp mình. Việc vô tri này ấy vậy mà lại làm Tiền Hằng cảm thấy xấu hổ. Sau đó Thành Giao đã thông báo tin tốt lành này cho bạn thân. Tin tốt khoảng chừng là 5 giây thì cô vô tình biết được họ ký kết một thỏa thuận trung thành trong hôn nhân. Nội dung trong đó chỉ cần một trong hai người phản bội thì người kia sẽ tự động từ bỏ tài sản. Thỏa thuận này hoàn toàn hợp pháp, tất cả các yếu tố trong đó đều đầy đủ. Bây giờ chúng ta chỉ cần thu thập chứng cứ. Khi phân chia tài sản, thẩm phán sẽ giao nhà cho cô bạn và tên chồng bẩn tính Trương Hạo sẽ trắng tay. Mẹ của Tiền Hằng vì việc lớn của con trai mà lo lắng không ngừng. Bà đã sử dụng mọi cách để khiến Thành Giao nhìn nhận tình cảm trong lòng. Vô tình sự nhiệt huyết của bà lại làm nảy sinh hiểu lầm. Dì cũng đã từng trẻ cũng là người từng trải, thích một người không phải là xấu hổ. Con hãy chấp nhận đi. Thành Giao đáp làm sao con có thể có ý định với anh ấy được. Anh ta là người rất lạnh lùng, đẹp trai, nhà có điều kiện, một nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết. Lại không có lòng thương yêu và không có sự đồng cảm. Dì ơi, dì hãy tìm thêm vài cô gái xuất sắc để hẹn hò với anh ta để chữa trị cái bệnh ái kỷ của anh ta. Khi thấy con trai xuất hiện, mẹ của Tiền Hằng biết mình đã gây rối, nên 36 kế bỏ chạy rồi để lại đống lộn xộn là thượng sách. Thành Giao cũng hoàn toàn bối rối, không biết Tiền Hằng đã nghe được bao nhiêu. Nhưng do trước đó anh đã từng cảnh báo cô, chúng ta sau này sẽ có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau. Tôi hy vọng bạn có thể giữ vững tiếng nói của mình, kiểm soát bản thân. Trước đó có 13 trợ lý đã bị tôi sa thải vì những hành vi không chuyên nghiệp này. Và vì cuộc sống mưu sinh và để không bị sa thải, Thành Giao chỉ có thể mạnh mẽ phủ nhận lời nói của mẹ Tiền Hằng. Và cô khẳng định chắc nịch rằng cô không hề có ý đồ với sếp, đồng thời khuyến khích anh ta đi hẹn hò và không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của mình. Cô còn xin lỗi vì đã can thiệp vào đời tư của sếp. Cô hứa sẽ thực hiện trách nhiệm của một nhân viên tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt và giữ gìn vệ sinh thật tốt. Ai có ngờ những lời chân thành này càng làm Tiền Hằng tức giận hơn. Anh bắt đầu quát lớn, cô chỉ là một nhân viên mà thôi. Tôi hy vọng cô có thể xác định rõ vị trí của mình, đặt tâm trí vào công việc chứ không phải vào đời tư của tôi. Thành Giao nghe những lời cay nghiệt này thì sợ hãi rồi vội vàng rời đi. Khi trở về căn hộ cho thuê, cô đã nấu ăn để xin lỗi Tiền Hằng. Anh chàng thì đang trong cơn giận dữ lại nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Thành Giao, sau đó gọi cho công ty chuyển nhà. Đối với lời xin lỗi của Thành Giao anh không hề có ý định chấp nhận. Sếp anh đã về rồi, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Không cần, tôi sẽ tự chuẩn bị bữa khuya. Từ nay về sau cũng không cần nữa. Tôi định chuyển ra ngoài ở công ty, chuyển nhà sẽ đến trong vài ngày nữa. Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng sẽ chuyển về biệt thự sang trọng của mình. Tôi đã nói căn hộ cho thuê không phù hợp với phong cách của anh mà. Nghe lời tuyệt tình này khiến Tiền Hằng cảm thấy tổn thương hơn nữa. Anh vội vàng tìm bạn thân Ngô Quân để tâm sự. Ai có mà dè đối phương cũng đang là một sad boy. Sau khi bị chồng cũ quấy rối, Thành Tích đã lén ghi âm và sau đó gửi cho hiệp hội luật sư. Việc này khiến cho Đặng Minh mất cơ hội tranh giải cán cân vàng. Kết quả là Đặng Minh tức giận đến tìm Thành Tích để hỏi tội. Khi rời đi còn bảo Thành Tích phải chăm sóc tốt cho mình và em gái.
Lời đe dọa của tên chồng cũ thối tha khiến Thành Tích cảm thấy sợ hãi vô cùng, ngay lập tức liên hệ với môi giới bất động sản để đổi nhà. Và đối với sự xuất hiện của Ngô Quân, cô chọn cách tránh mặt, bảo anh ta không nên lại tìm mình nữa. Nhưng điều cô không nói ra là cô không muốn Ngô Quân bị liên lụy. Hai người đàn ông đau khổ trong chuyện tình cảm này, cuối cùng chỉ trò chuyện ủ rũ, không thể tìm được câu trả lời hữu ích, cũng không giải quyết được vướng mắc trong lòng. Vì vậy khi hai người bạn cùng phòng có tình cảm với nhau, họ vô tình gặp nhau nhưng chỉ là lướt qua nhau mà không nói một lời. Sếp kiêu ngạo đón chào sinh nhật 30 tuổi của mình, không ngờ lại nhận được một món quà đặc biệt. Khi mở hộp quà và thấy tờ giấy bên trong, anh ta hoàn toàn bị sốc. Em yêu anh, em muốn sinh con cho anh. Tiền Hằng hiểu ra chắc chắn là sự ra đi của mình đã khiến Thành Giao không nỡ nên mới dũng cảm như vậy. Trước đây Thành Giao luôn cố gắng che giấu tình cảm dành cho Tiền Hằng, khẳng định sẽ thực hiện tốt vai trò của một nhân viên, khiến Tiền Hằng tức giận, quyết định liên hệ công ty chuyển nhà. Nhưng đến ngày chuyển nhà, anh ta lại vô cùng luyến tiếc, chờ mãi không thấy Thành Giao quay lại giữ mình. Cuối cùng anh ta đành chuyển về biệt thự xa hoa của mình, nhưng ở nơi đó anh ta không cảm nhận được chút ấm áp nào. Điều duy nhất an ủi anh là gấu bông mà anh đã lấy lại từ Thành Giao, nhưng việc ôm nó quá lâu cũng khiến anh cảm thấy chán đời, mà không biết rằng chính vì Thành Giao sợ không nỡ để anh ra đi nên mới ở ngoài đến tận khuya. Khi quay trở về và thấy căn phòng của Tiền Hằng trống trải, Thành Giao cảm thấy lòng mình không được thoải mái, đồ ăn đêm cũng không còn ngon nữa, xem phim truyền hình cũng không còn hứng thú. Ngày hôm sau đi làm, Tiền Hằng phát hiện Thành Giao mang cơm đến công ty. Anh liền lập tức nghĩ ra một cảnh tượng lãng mạn như trong phim với người phụ nữ say đắm không rời bỏ người tình. Nhớ lại cảnh Thành Giao mời anh ăn cơm, đồng nghiệp nói cô làm một mình nhiều thế này ăn hết được không? Thành Giao vô tình làm nhiều quá còn có sườn món Tiền Hằng thích nhất. Tiền Hằng lúng túng một hồi, cuối cùng nảy ra một ý tưởng bảo Thành Giao đi công tác giành lại thức ăn của mình. Ai có mà dè Thành Giao lại đưa cơm cho bao duệ. Tiền Hằng dùng kế sách của mình chiếm lại hộp cơm. Khi về nhà anh ngồi ăn ngon lành. Những biểu hiện bất thường của anh sau khi chuyển về biệt thự cũng khiến Ngô Quân cảm thấy lạ lùng. Bạn thân không khỏi nghi ngờ anh yêu rồi à? Tiền Hằng chối bỏ, làm sao có thể. Ngô Quân an tâm rồi, vừa muốn bạn thân sống tốt vừa sợ bạn thân mất cảnh giác. Và lúc này hình bóng Thành Giao đã nảy ra trong đầu anh. Thành Giao thấy Ngô Quân đăng một bài giới thiệu quà tặng trên dòng bạn bè. Cô đã chọn một món đồ, trong đó còn nhờ Ngô Quân đặt giúp một cái, nói là để tặng cho giáo viên. Nhưng Ngô Quân không tin đó là sự thật, nghi ngờ Thành Giao đang yêu đương nên muốn Tiền Hằng theo dõi cô để đề phòng cô bị lừa. Sau đó anh ta còn xin Tiền Hằng chìa khóa dự phòng của biệt thự và lập một nhóm mới thông báo rằng cuối tuần sau là sinh nhật của Tiền Hằng, mọi người sẽ cùng nhau đến nhà anh ấy mừng. Không ngờ Tiền Hằng lại từ đó trải qua cảm giác từ thiên đàng xuống địa ngục. Thành Giao có chuyện muốn trao đổi trực tiếp với anh. Tiền Hằng hỏi là chuyện công việc cần tìm anh sao. Anh cho rằng anh không sẽ quay về, dù cô có ăn mặc đẹp đến mấy cũng vô ích. Thành Giao nói sếp anh hiểu lầm rồi. Nghe lời nói tuyệt tình này khiến Tiền Hằng hoàn toàn sững sờ. Khi đưa đồng nghiệp vào, anh ta vẫn tỏ ra không vui. May mắn là Tiền Hằng vẫn có tờ giấy tỏ tình của Thành Giao để an ủi. Trong khi đó, Ngô Quân cùng mọi người đã đến và tham quan biệt thự của Tiền Hằng. Cuộc sống của người giàu thì cũng đã he, đến cả nướng thịt mà cũng phải nhờ đến đầu bếp 5 sao đứng nướng. Trời nắng nóng thế này, giữa trưa trên bãi cỏ lớn, ai nghĩ ra ý tưởng BBQ lớn thế này chứ? Hôm qua trời còn mát mẻ mà không biết hôm nay sao trời lại nóng thế. Vị tổng giám đốc có tài sản lên đến hàng nghìn tỷ, ấy vậy mà trong ngày sinh nhật mình lại nhận được một món quà không có giá trị. Nhưng thứ đó trong mắt anh nó lại quý giá hơn bất cứ thứ gì, vì nó cho anh thấy được tình cảm thật sự của người trong lòng. Em yêu anh, em muốn sinh con cho anh. Anh quyết định tỏ tình với cô nhưng không có kinh nghiệm, làm anh không biết phải mở lời như thế nào. Trong ngày sinh nhật của mình, anh đã thử lòng cô để có thể xác định Thành Giao có tình cảm với mình. Lúc đó anh tìm cớ để Thành Giao sửa một hợp đồng hôn nhân của khách hàng rồi cầm một quyển sách giả vừa đọc, nhưng thực chất là quan sát biểu hiện của cô. Tuy nhiên sự hiện diện của anh khiến Thành Giao cảm thấy không thoải mái. Cô bảo anh hãy đi cùng đồng nghiệp mừng sinh nhật. Trong mắt Tiền Hằng đây chính là biểu hiện của sự quan tâm từ Thành Giao. Như lời nói tiếp theo của cô lại khiến anh cảm thấy xấu hổ. Xếp quyển sách của anh đang cầm ngược đấy, bìa sách bị lật ngược rồi. Sau đó Ngô Quân đề xuất chơi trò chơi trốn tìm. Ai tìm thấy Tiền Hằng đầu tiên sẽ được thưởng 10.000 nhân dân tệ. Mọi người vui vẻ, háo hức bắt đầu tìm kiếm khắp biệt thự xa hoa. Chỉ có Thành Giao nhớ lại lời Tiền Hằng từng nói rằng anh có một biệt thự và thường xuyên ngồi trên sân thượng uống cà phê để thư giãn. Vì vậy cô lên sân thượng và quả nhiên tìm thấy Tiền Hằng ở đó. Dù anh trốn đến tận cùng trời đất em cũng sẽ tìm thấy anh. Tiền Hằng cảm động, cũng hiểu rằng cô chính là một nửa định mệnh của mình. Anh liền cho cô một điều ước, muốn cô công khai tỏ tình với mình. Do cô tìm thấy tôi đầu tiên, cô có thể ước một điều gì đó với tôi. Bất cứ điều gì, những điều trước đây không dám nói, không dám làm bây giờ đều có thể. Thành Giao nói tôi muốn tăng lương. Tiền Hằng tụt cảm xúc nói cô đi ngủ đi và trong mơ có tất cả mọi thứ. Sau đó Thành Giao và đông đảo đồng nghiệp tổ chức mừng sinh nhật cho sếp. Không ngờ chỉ uống vài chai rượu thì cô đã nói làm nhảm về những chuyện xấu hổ của sếp bá đạo của mình. Các bạn có biết không, lần đầu tiên tôi gặp sếp tôi cứ nghĩ anh ấy không phải người tử tế. Tôi còn tự hỏi người có cấp bậc nào mà có mức lương theo giờ cao thế. Sau khi làm việc với anh tôi mới nhận ra anh xứng đáng. Dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn lòng trả, không có sự quái dị của anh tôi không thể phát triển nhanh như vậy. Một ly cho anh chúc mừng sinh nhật. Tiền Hằng chết lặng khi bị ly bia đổ vào bộ vest đắt tiền của mình. Nhưng nghĩ đến việc đối phương muốn sinh con cho mình thì anh quyết định gượng ép mà tha thứ cho cô. Ai ngờ vừa thay đồ xong ra ngoài lại thấy Thành Giao thì thầm bên tai anh bạn thân khiến Tiền Hằng cảm thấy ghen tị.
Ngô Quân lại đây một chút. Làm đối tác, cậu phải giữ khoảng cách an toàn với nhân viên. Lưu ý lời nói khi giao tiếp, đặc biệt là với nhân viên nữ, hiểu chứ? Một số nhân viên cô ấy đã có người trong lòng. Ngô Quân nghe mà hoang mang, không hiểu Tiền Hằng đang muốn ám chỉ điều gì. Cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc bảo anh ta uống ít rượu hơn để tránh làm hại đến não. Đêm hôm đó, mặc dù Tiền Hằng và Thành Giao chưa tiến triển gì nhưng Phi Vũ và Đàm Dĩnh lại đến với nhau. Hai người dưới tác động của rượu đã thổ lộ tình cảm với nhau và ngọt ngào hôn nhau say đắm. Còn Tiền Hằng tổng tài lắm tiền nhiều của thì lại một mình cô đơn và lạnh lẽo, chỉ có thể tìm niềm an ủi trong giấc mơ. Anh bảo Thành Giao đi ngủ, nói rằng trong mơ có mọi thứ. Và quả nhiên anh đã nhận được mọi thứ mình mong muốn. Trong mơ, màn hình bóng Thành Giao lại xuất hiện rõ ràng, xinh đẹp tuyệt trần. Em sao lại đến đây? Em muốn sinh con cho anh, không phải hơi nhanh sao? Khiến anh vội vàng kéo lại, nhưng kết quả là ngã xuống giường. Tỉnh dậy mới nhận ra chỉ là giấc mơ, còn Thành Giao cũng tỉnh giấc vào lúc này. Nhớ lại những lời đã nói khi say rượu trong ngày, cô không khỏi lo lắng và hoang mang, lo sợ rằng ngày mai sẽ bị Tiền Hằng đối xử không tốt và có thể bị sa thải. Tuy nhiên Tiền Hằng không chỉ không có ý định sa thải cô, mà anh còn trông đợi vào những động thái tiếp theo của cô. Anh chờ đợi chờ đến nỗi gần như không chịu nổi, nhưng Thành Giao không có ý định tỏ tình trực tiếp. Vì thế Quân Tử cũng chỉ có thể chủ động ra tay. Do cô gần đây làm việc rất chăm chỉ và hôm nay tôi rảnh, tôi sẽ cho cô cơ hội ăn một bữa ngon. Cảm ơn sếp nhưng hôm nay tôi có chút việc không thể đi ăn ngoài được. Bề ngoài Tiền Hằng tỏ ra không quan tâm nhưng thực sự trong lòng anh rất buồn. Anh không biết rằng Thành Giao thực sự có việc rất quan trọng cần giải quyết. Bạn thân của cô Lý Mộng Đình đến cơ quan dân chính để kiểm tra, phát hiện ra giấy chứng nhận kết hôn của cô với Trương Hạo là giả. Như vậy hợp đồng hôn nhân của họ trở nên vô hiệu và không có chứng cứ để tố cáo Trương Hạo làm giả tài liệu, bởi anh ta có thể nói rằng giấy chứng nhận đó do chính Lý Mộng Đình làm ra. Hơn nữa căn nhà mà họ mua khi kết hôn, gia đình Trương Hạo đã đóng góp 2.500.000 nhân dân tệ, nhưng có 1.000.000 là vay mượn từ người khác. Và lúc đó Lý Mộng Đình là người ký vào hợp đồng. Bây giờ Trương Hạo từ chối trả khoản nợ đó. Người cho vay đã đến tìm Lý Mộng Đình khiến cô suýt chút nữa sụp đổ. Mặc dù Thành Giao đã kịp thời an ủi bạn mình, nhưng cô cũng không nghĩ ra được giải pháp tốt nào để giải quyết vấn đề này. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhờ Tiền Hằng tư vấn vào ngày hôm sau. Vụ án này giờ đã trở nên rất bị động. Mộng Đình sắp sinh con, cô ấy rất cần căn nhà này nhưng lúc đó số tiền cô ấy đóng góp khá ít. Giờ đây lại còn có nợ nần chồng chất. Tiền Hằng chỉ một câu đã giải quyết được nỗi lo của cô. Anh nhanh chóng bảo Lý Mộng Đình yêu cầu người cho vay kiện cô. Như vậy có thể thông qua pháp luật xác định Lý Mộng Đình đã chi trả phần lớn trong quá trình mua nhà. Vì thế trong vụ án phân chia tài sản, cô có thể thắng kiện, trả lại 1.000.000 nhân dân tệ cho người cho vay và 500.000 cho Trương Hạo. Lý Mộng Đình có thể giành được căn nhà giá trị hiện đã lên đến hàng 10.000.000 nhân dân tệ. Lý Mộng Đình cuối cùng cũng yên tâm, còn Thành Giao cũng vui mừng không nguôi. Tối hôm đó cô nấu vài món nhỏ để thưởng cho bản thân, còn đăng lên vòng bạn bè khoe khoang. Kết quả là Tiền Hằng đang ăn món ngoại đặc biệt nhìn thấy và lập tức cảm thấy món ăn trước mặt không còn hấp dẫn. Ngày hôm sau anh vội vàng tìm Ngô Quân để hỏi ý kiến. Sau khi cô gái tỏ tình với sếp nhưng không có bất kỳ hành động tiếp theo, sếp nóng lòng không chịu nổi nên giả vờ mình có một người bạn, hỏi ý kiến từ người bạn khác về tình huống này, không ngờ người kia lại nghi ngờ. Người bạn đó chính là bản thân anh ta, làm anh ta tức giận đến nỗi phủ nhận liên tục 4 lần. Sao thế, tôi đã nói rồi đó, không phải là tôi, không phải tôi. Ngô Quân đành phải đi theo, ý anh ta nói rằng nếu phụ nữ không chủ động thì người bạn của anh ta nên chủ động. Hôm sau đến công ty anh ta liền hỏi nhân viên có ai gần đây đã tỏ tình với Tiền Hằng chưa. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, thậm chí Thành Giao cũng cảm thấy tò mò. Không lâu sau đó Ngô Quân nhận được cuộc gọi từ một cửa hàng. Họ thông báo rằng họ đã giao nhầm hộp quà. Anh vội vàng đến báo cho Thành Giao thì ra hộp quà này được gửi nhầm cho luật sư. Tiền Hằng bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp. Ai cũng nói Thành Giao nhút nhát, không thể nào dám làm điều hoang dã như vậy. Tuy nhiên Tiền Hằng không hề biết chuyện gì đang xảy ra và vẫn đang suy nghĩ cách chủ động. Cuối cùng anh gọi cô đến văn phòng, ám chỉ rằng mình đã biết tâm ý của cô. Chúng ta có thể thảo luận về việc đó. Nhưng Thành Giao lại nghĩ anh đang nói về chuyện tăng lương. Liền vui mừng không thôi, từ nay về sau tôi sẽ luôn theo sát bước chân. Sếp bảo tôi đi về hướng đông, tôi sẽ không bao giờ đi về hướng tây. Lúc nào cũng coi sếp là trung tâm. Nhiệm vụ của tôi chỉ có một, làm cho sếp vui vẻ. Thấy anh ta vui vẻ như vậy, Thành Giao liền tranh thủ hỏi có thể tăng bao nhiêu lương cho mình. Tiền Hằng mới hiểu ra hai người nói chuyện nửa ngày mà lại không hiểu nhau. Tức giận đến nỗi đuổi Thành Giao ra khỏi phòng, trở lại chỗ làm việc Thành Giao càng nghĩ càng thấy lạ. Không khỏi nghi ngờ mình thực sự đã gửi nhầm quà, vì vậy cô chạy đến xác nhận với Tiền Hằng lời trên thẻ. Anh có hy vọng không? Tiền Hằng nghĩ lại lời trên thẻ em yêu anh, em muốn sinh con cho anh. Anh không ngờ lại trực tiếp như vậy. Thực ra trong việc bày tỏ tình cảm có thể kín đáo hơn một chút. Thành Giao cuối cùng cũng làm rõ được vụ việc. Không trách được Tiền Hằng những ngày này luôn có những hành động kỳ lạ. Để lấy lại món quà đó, cô tận dụng cơ hội gửi tài liệu đến nhà Tiền Hằng, mở hộp quà và nhìn thấy dòng chữ trên thẻ. Cô hoàn toàn kinh ngạc, vậy ra sếp những ngày này lạ lạ là vì món quà này. Nhưng còn có tình huống xấu hổ hơn ở phía sau. Cha mẹ của Tiền Hằng đúng lúc này đến nhà con trai để sắp xếp phong thủy. Thành Giao nghe thấy tiếng nói của họ hoảng sợ trốn sau rèm cửa. Chẳng ngờ ngay khi mẹ Tiền Hằng vừa đặt xong một vật phong thủy cảm thấy rèm cửa cản trở tầm nhìn. Bà tiến lại và kéo ra lộ ra Thành Giao đang trốn trong đó. Cô nhanh chóng giải thích mình đến đây để gửi tài liệu cho sếp. Cô chỉ muốn lẻn vào nhà sếp định lấy lại hộp quà tỏ tình gửi nhầm. Ai có mà dè lại bị phát hiện bởi cha mẹ sếp gây ra hiểu lầm lớn. Em yêu anh, em muốn sinh con cho anh.
Vậy là Tiền Hằng bị cha mẹ gọi về, còn Thành Giao nghe cuộc trò chuyện của gia đình. Tiền Hằng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể lấy cớ đi vệ sinh để tránh tình huống ngượng ngùng. Tiền Hằng tranh thủ nói lời tốt cho Thành Giao, biểu thị rằng mọi người đều nói anh là khối u của ngành, nhưng chỉ có cô không nghĩ như vậy, còn thường xuyên nấu cơm cho anh, sửa ống nước và làm tài xế riêng khi cần. Khi anh đau dạ dày, cô còn nấu cháo bồi bổ cho anh đi công tác, cũng nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ. Cha mẹ nhà Tiền Hằng nghe xong đều cảm thấy vui mừng. Khi Thành Giao bước ra, mẹ Tiền Hằng lấy chiếc vòng trên tay mình ra, không nói không rằng đã xỏ vào cổ tay Thành Giao. Cô cố gắng sức nhưng không thể tháo nó ra, trong khi Tiền Hằng bên cạnh không hề hay biết, vẫn kiêu ngạo biểu thị dù anh là sếp của cô nhưng cũng không phải không thể chấp nhận tình cảm của cô. Thành Giao nghe xong cảm thấy hoang mang, nghĩ rằng Tiền Hằng đang đùa giỡn với cô. Anh đang trả đũa cô vì đã làm anh xấu hổ trong ngày sinh nhật. Về chuyện quà tặng kia, tôi cần giải thích với anh một chút. Tiền Hằng cất giọng, không cần giải thích đâu. Không sao cả, Thành Giao cố giải thích, là do nhà sản xuất làm nhầm quà tôi muốn tặng cho anh. Trên thẻ ghi dẫn em đến giàu sang, dẫn em bay cao. Nghe lời giải thích làm nhảm của đối phương, Tiền Hằng cảm thấy sững sờ. Người lạnh ngắt trong tiết trời oi bức, liệu giữa con người với nhau còn có tình yêu thật sự không? Lúc này Thành Giao nhận được cuộc gọi từ Ngô Quân hỏi về địa chỉ hiện tại của Thành Tích. Mặc dù chị gái đã dặn cô không được nói với Ngô Quân chuyện chị ấy chuyển nhà, nhưng Ngô Quân tình cờ thấy Thành Tích ở tòa án và phát hiện sau khi Thành Tích lên xe đi, Đặng Minh đã theo dõi cô. Thành Giao biết chuyện cũng không quan tâm nhiều, vội vàng nói ra địa chỉ của chị gái. Sau đó cô và Tiền Hằng cùng nhau vội vã đến đó. Tuy nhiên họ đến muộn một bước, còn Đặng Minh đã xông vào nhà Thành Tích. Lần này sau nhiều lần quấy rối không thành, anh ta đến nhà muốn dùng sức mạnh để nói chuyện. Mặc dù Thành Tích tìm cơ hội đá anh ta hai cú khiến anh ta la hét đau đớn, nhưng sức người có giới thiệu, cô rơi vào tình huống nguy hiểm. Vào lúc này Ngô Quân mới vừa đến nơi, thấy thang máy dừng ở tầng cao. Trong lòng sốt ruột, anh chọn đi cầu thang bộ, thậm chí không may bị trẹo chân. Khi anh lết mình đến cửa nhà Thành Tích, anh nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong. Ngô Quân ở ngoài hô to, cháy cháy, có lửa, mau chạy đi. Đúng như dự đoán, Đặng Minh mắc bẫy khi mở cửa lại bị Ngô Quân đá. Không ngờ anh ta vẫn không chịu thua, còn muốn thử sức với Ngô Quân, nhưng cuối cùng lại bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Mặc dù trong nhà có camera giám sát có thể chứng minh hành vi của kẻ xấu, nhưng không hiểu sao Thành Tích lại không có ý định truy cứu. Ngô Quân đã an ủi cô một hồi lâu, Thành Giao và Tiền Hằng mới đến. Cô không hiểu quyết định của chị gái. Khi về nhà, Thành Giao đang nghĩ tại sao chị gái cô không báo cảnh sát nhỉ? Phải chăng vì cô ấy cảm thấy không có ai để dựa vào, muốn làm nhỏ chuyện lớn hóa giải mọi thứ? Tiền Hằng nghĩ chị gái cô không báo cảnh sát rất có thể là vì cô ấy có kế hoạch khác. Thành Giao đang ăn cơm với người được sắp xếp hẹn hò tại nhà thuê của mình, nhưng bất ngờ Tiền Hằng, người đã chuyển đi lại, xuất hiện đột ngột. Chàng trai lạ này thổ lộ rằng đã thích cô từ lâu, khiến Thành Giao cảm thấy rất bối rối và có cảm giác như mình đã bị bắt quả tang. Trước đó vào ban ngày, Thành Giao nhận được cuộc gọi từ mẹ. Mẹ yêu cầu cô tham gia buổi hẹn hò được sắp xếp với đối tượng là con trai của bạn thân mẹ cô, tên là Tuyết Minh. Họ từng chơi với nhau khi còn nhỏ, nhưng Thành Giao liền tuyệt tình chối từ. Nào ngờ khi tan làm và về nhà, cô thấy Tuyết Minh đang đợi cô dưới tòa nhà. Vì vậy cô đành phải mời anh lên nhà vì lễ phép. Không ngờ việc mời anh ta lên nhà đã kéo dài tới bữa tối. Trong khi đó Tiền Hằng do cấp dưới mang về một bó hoa lớn. Cô chỉ biết chuyện này khi nghe cuộc trò chuyện giữa cô và đồng nghiệp. Người ở quầy lễ tân nói rằng bó hoa được gửi cho Thành Giao, có vẻ như là từ người bạn thân từ nhỏ của cô. Tiền Hằng cảm thấy tức giận với mọi người xung quanh mình. Anh mắng họ cho đã cái nư, dường như không cần phải làm việc nữa. Tiền Hằng trở về phòng trọ và đợi để nổi giận với mọi người. Nhưng không ngờ khi tỉnh dậy, anh lại bắt gặp họ ngay tại chỗ. Anh hỏi liệu có làm phiền họ không và nói rằng nếu họ không thích anh có thể rời đi. Nhưng thực tế thì anh vẫn ngồi yên không di chuyển, và còn ra lệnh cho Thành Giao lấy cho anh bát và đũa một cách tự nhiên. Trong khi Tuyết Minh đang nói chuyện, Tiền Hằng cố tình nói ngược lại và chọc ghẹo, khiến Thành Giao cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Cô chỉ có thể tìm cớ vào nhà vệ sinh để thoát khỏi tình huống khó xử này. Khi nhận thấy tình hình, Tuyết Minh tranh thủ cơ hội để hỏi Tiền Hằng liệu anh có thích Thành Giao không và tại sao lại cố tình chống đối anh. Tuyết Minh đặt nghi vấn liệu Thành Giao có làm gì để phật lòng Tiền Hằng không, và nếu Thành Giao có vô tình làm phiền anh trong công việc, anh sẽ thay mặt cô xin lỗi. Một tình huống căng thẳng giữa hai người đàn ông tài sắc vẹn toàn và đều liên quan đến Thành Giao. Vừa lúc đó Thành Giao xuất hiện và cuộc tranh cãi giữa hai người đàn ông trở nên kín đáo hơn. Tuy nhiên Tuyết Minh không nản lòng, anh mời Thành Giao đi ăn ngoài trời. Tiền Hằng lại ngẫu nhiên biết được kế hoạch này từ người khác và vội vàng đến để phá hoại buổi hẹn. Tiền Hằng chỉ trích việc họ dùng chung đồ ăn đề cập đến rủi ro của vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng. Khi Thành Giao hỏi anh làm thế nào lại có mặt ở đây, Tiền Hằng đáp trả mạnh mẽ, khẳng định quyền của mình được ở đó. Sau đó Tuyết Minh hỏi Thành Giao về kiểu người đàn ông cô thích, và Tiền Hằng trả lời thay cô rằng cô thích đàn ông cao trên 1m8, cần có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Tiền Hằng tự xưng là bạn trai của Thành Giao. Bữa ăn lúc này không khí có phần hơi ngột ngạt. Tuyết Minh nhanh chóng rời đi. Mặc dù Thành Giao mong đợi Tiền Hằng sẽ tỏ tình với cô, nhưng anh lại bất ngờ ngừng tranh luận và không thể nói ra điều quan trọng. Thành Giao tự ti khi nghĩ rằng một người xuất sắc như Tiền Hằng làm sao có thể thích cô. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Tiền Hằng vẫn cảm thấy không hài lòng. Anh đanh đá yêu cầu Thành Giao phục vụ anh trong 3 ngày để bồi thường cho tổn thất tinh thần mà anh phải chịu. Tiền Hằng giải thích rằng anh không biết về sự nhầm lẫn giữa Thành Giao và người giao hàng. Anh chắc rằng sự hiểu lầm của anh dựa trên sự không biết, chứ không phải ác ý. Do đó anh yêu cầu Thành Giao phải tuân theo quyết định của mình. Thành Giao nghĩ rằng cô chỉ cần chịu đựng trong 3 ngày.
mà không biết rằng sự xuất hiện của người đàn ông mà mẹ cô sắp xếp hẹn hò đã khiến Tiền Hằng cảm thấy một mối đe dọa lớn. Trong tình trạng khẩn cấp này, Tiền Hằng quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng. Anh quyết định chiếm hết thời gian của Thành Giao, người mà anh gọi là trợ lý nhỏ, bằng cách sử dụng 3 ngày theo thỏa thuận đã đạt được. Trước đó anh yêu cầu Thành Giao làm việc nhà cho mình, tất tần tật từ A tới Ớ, bao gồm việc dọn dẹp và tập luyện kỹ năng thực hành của cô. Thành Giao phải làm việc dưới cái nắng gắt, làm sạch hồ bơi và lau chùi cửa kính đến mức cô gần như kiệt sức. Ngày hôm sau, Tiền Hằng thay đổi cách tra tấn bằng cách yêu cầu cô chơi trò ném bóng rổ để giành lấy một con thỏ bông. Khi biết rằng cần tới 3.000 điểm để có thể nhận được thưởng, Thành Giao cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và gần như ngất xỉu. Tiền Hằng nhìn cô một cách vô cảm, trong khi Thành Giao cố gắng ném bóng một cách nghiêm túc. Sau một ngày dài nỗ lực, cô gần như kiệt sức với đôi tay đau nhức, nhưng cuối cùng lại không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Vào ngày thứ 3, Thành Giao bị Tiền Hằng đánh thức sớm và yêu cầu cô đến biệt thự của anh để tiếp tục làm việc nhà. Đây là cách mà Tiền Hằng sử dụng để kiểm soát và chiếm hết thời gian của Thành Giao. Cô cay cú và bày tỏ sự bất mãn với việc phải làm việc nhà ở biệt thự xa hoa lộng lẫy của Tiền Hằng. Ở cái nhà có diện tích lớn khiến cô cảm thấy mệt mỏi vì đã phải ném bóng rổ cả ngày hôm trước. Sau khi hoàn thành việc làm sạch, Thành Giao nằm xuống trên ghế sofa để nghỉ ngơi thả hồn vào thanh tịnh. Bỗng Tiền Hằng phát hiện ra cô, anh cố gắng giúp Thành Giao tìm một tư thế thoải mái hơn nhưng vô tình làm cô tỉnh giấc. Thành Giao cảm thấy rất bất công, hỏi tại sao cô phải làm việc như một con ngựa không được phép từ chối chỉ vì cô đã gửi nhầm món quà. Thành Giao bày tỏ sự tự trách vì đã gửi nhầm quà cho anh sếp ngu ngơ của mình. Cô quyết định từ bỏ công việc của mình và cô nói rằng cô muốn trở thành một luật sư giỏi, không phải để bị Tiền Hằng sai bảo. Cô tuyên bố từ chức đầy cảm xúc và thất vọng. Tiền Hằng vội giải thích với Thành Giao rằng anh không cố ý làm cô mệt mỏi, mà thực sự là vì anh thích cô. Thành Giao ban đầu không thể tin được và cảm thấy như anh chàng này đang cố đùa cợt với cô. Tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Tiền Hằng, bỗng trái tim của cô đập rất chi là bất thường, này không phải yêu thì là gì cơ chứ? Cô cảm thấy lo lắng không biết phải phản ứng như thế nào. Thành Giao chưa đồng ý cũng chưa từ chối. Cô chỉ ngồi một mình trên giường suy nghĩ về lời Tiền Hằng nói và lo lắng về cách đối mặt với anh vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau Tiền Hằng không xuất hiện ở công ty, nhưng tại đây có mối quan hệ tình cảm giữa đồng nghiệp của mình còn ảo ma Canada hơn, đó là Phi Vũ và Đàm Dĩnh. Thành Giao ngạc nhiên vì không ngờ rằng một mối quan hệ tình cảm trong văn phòng lại có thể phát triển mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy sự ngọt ngào sô cô la kẹo mút của họ khiến cô cũng cảm thấy hoang mang tột độ. Thành Giao đoán rằng Tiền Hằng có thể sẽ đợi cô ở phòng trọ nên cô quyết định ở lại công ty xem phim một mình và quyết tâm chờ đợi cho đến khi Tiền Hằng rời đi. Tuy nhiên điều cô không ngờ rằng Tiền Hằng lại đến trực tiếp công ty để tìm cô. Tiền Hằng tìm Thành Giao tại công ty và hỏi cô vì sao cô không về nhà. Anh cũng hỏi về phản ứng của cô đối với lời tỏ tình của mình. Trai đẹp với một phong cách lãng mạn tuyên bố rằng anh sẽ làm cho Thành Giao trở thành người hạnh phúc thứ hai trên thế giới, vì khi có cô anh sẽ là người hạnh phúc nhất. Tuy nhiên Thành Giao nhận ra rằng những lời ngọt ngào văn vở của Tiền Hằng chỉ là những lời nói mượn của người khác. Sự ngọt ngào sô cô la kẹo mút của Tiền Hằng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của một người không mong muốn, người đã làm gián đoạn quá trình chờ đợi cờ rút đồng ý. Tiền Hằng rất sốt ruột và phải mất đến 4 lần để đuổi người đó đi. Dù vậy Thành Giao vẫn không thể nói rõ ràng về cảm xúc của mình. Hôm sau Thành Giao thức dậy với tâm trạng hoang mang khi đối mặt với sự thúc giục của Tiền Hằng tại nơi làm việc. Cô thẳng thắn bày tỏ sự bối rối của mình vì cảm xúc của Tiền Hằng đến quá đột ngột. Tiền Hằng nghe thấy điều này trở nên lo lắng và bối rối. Anh một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình với Thành Giao. Mặc dù Thành Giao không trả lời bằng lời nhưng cô đã phản ứng bằng hành động. Cô hôn lên má Tiền Hằng. Anh liền cảm nhận được một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau anh lại cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Thành Giao đề xuất khái niệm thời gian thử việc. Cô yêu cầu anh phải chứng minh bản thân trong vòng 1 tháng tới, không được có thái độ kiêu ngạo như một ông chủ, không ép buộc và không liên tục đe dọa cắt giảm lương. Tiền Hằng đồng ý với yêu cầu của Thành Giao nhưng hỏi về quyền lợi của mình trong quan hệ này, chẳng hạn như nếu anh muốn quay lại sống cùng cô. Thành Giao giải thích rằng trong thời gian thử việc anh không có nhiều quyền lực. Khi anh đề cập đến việc hẹn hò, Thành Giao cho biết cô sẽ đến đúng hẹn. Hai người bắt đầu cuộc sống ngọt ngào cùng nhau, tình tứ mỗi khi có cơ hội dù ở đâu. Tiền Hằng, người từng là một ông chủ độc đoán và hà khắc với nhân viên, nhưng nay lại tự phạt mình sau khi tỏ tình thành công. Có lẽ giờ anh ấy đã ở một cương vị khác khi bị con quỷ tình yêu bám vào. Tiền Hằng thể hiện sự hối tiếc về việc đã khiến Thành Giao khóc khi yêu cầu cô dọn dẹp nhà cửa. Trước đây anh nói rằng giờ đây Thành Giao có thể chỉ huy anh. Tiền Hằng đảm nhận công việc dọn dẹp nhưng do không quen với công việc nhà, anh liên tục làm vỡ ly và đĩa khiến Thành Giao lo lắng. Khi mối quan hệ tình cảm của họ được xác nhận, thì trong nhóm bạn của công ty Quân Hằng chỉ còn lại Bao Duệ là người độc thân vui tánh. Mặc dù Phi Vũ và Đàm Dĩnh rõ ràng đã xác nhận mối quan hệ của họ, Bao Duệ vẫn nhất quyết không tin và cho rằng họ chỉ đưa ra lý do để không tham gia các buổi tụ tập. Thành Giao quyết định không công khai mối quan hệ của mình và vẫn giữ kín chuyện tình cảm ở công ty. Trong khi đó, Tiền Hằng, người không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, luôn đặt bạn gái lên hàng đầu. Anh thậm chí còn không biết cách hôn đúng cách do thiếu kinh nghiệm tình trường. Tiền Hằng khiến bạn gái không ngừng cười vì cách hành xử ngượng ngùng của mình. Tổng tài 1m8, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đầy mình nhưng lại cảm thấy căng thẳng khi đi hẹn hò. Anh còn chỉnh trang áo quần cẩn thận, ngay cả khi đứng dưới nhà của bạn gái vì lo sợ sẽ mất lịch sự. Khi Thành Giao lên xe của Tiền Hằng, cô ngửi thấy một mùi hương đặc biệt giống như mùi của dầu gội đầu. Tiền Hằng cố gắng phủ nhận và tỏ ra rất lo lắng. Bất ngờ anh nhận được cuộc gọi từ Ngô Quân, cậu bạn thân nói về loại nước hoa mà anh đã giới thiệu cho anh.
Nó được hỗn hợp mùi của chanh và cây bách mang lại một mùi hương mặn mà và gợi cảm quyến rũ mọi ánh nhìn. Thành Giao hỏi Tiền Hằng tại sao anh lại ra mồ hôi nhiều như vậy. Câu hỏi này lại khiến anh cảm thấy càng ngượng ngùng hơn. Tình huống còn trở nên khó xử hơn khi họ quyết định chọn một trung tâm mua sắm làm địa điểm hẹn hò. Trước khi họ kịp nắm tay nhau, họ đã bị nhân viên bán hàng làm phiền. Khi họ đang ở trung tâm mua sắm, họ được mời tham gia một cuộc khảo sát về áp lực của người lớn. Tiền Hằng sau khi hoàn thành bảng câu hỏi thì họ nhận được một món quà nhỏ nhưng mà quý. Khi mở quà, Tiền Hằng tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng không tiết lộ quà là gì và nhanh chóng thay đổi chủ đề. Thành Giao cố xem vì tò mò và cô đã thấy cái không nên thấy. Hai người dành cả ngày để mua sắm và học hỏi từ các cặp đôi khác như việc tương tác và cho nhau ăn. Khi trở về trời đã tối nhưng Tiền Hằng vẫn không muốn rời đi. Tuy nhiên Thành Giao không dám để anh ở lại qua đêm, lo lắng rằng họ có thể làm điều gì đó quá mức khi tình cảm trở nên sâu đậm. Tiền Hằng cố gắng thuyết phục Thành Giao thêm một lúc nữa nhưng không thành công. Khi mở cửa xe, anh vô tình làm kẹt tay mình. Thành Giao lo lắng hỏi anh có sao không nhưng Tiền Hằng khẳng định rằng mình không sao và nói rằng sẽ về nhà. Thành Giao nhắc anh hãy cẩn thận trên đường về nhà. Tuy nhiên ngày hôm sau anh phóng đại câu chuyện và nói dối bạn gái rằng tình hình trở nên tồi tệ hơn. Khi cô hỏi về tay của anh thì Tiền Hằng nói rằng cảm giác đau ngày càng tăng và anh đã đi bệnh viện. Bác sĩ ở đó đã chẩn đoán là chấn thương mô mềm nghiêm trọng. Thành Giao tin lời anh và lo lắng chăm sóc Tiền Hằng bằng cách nấu ăn những món anh thích nhất cho anh ăn. Việc dối lừa xương xương này khiến anh cảm thấy rất hài lòng. Cô còn nói với anh rằng không nên lái xe và nên ở lại nhà cô qua đêm. Tiền Hằng tuy đã được chăm sóc chu đáo, nhưng thú tính trong anh vẫn không hài lòng. Anh nói rằng mình cảm thấy có mùi trên người và không thể ngủ nếu không tắm vì mắc chứng sạch sẽ. Thành Giao khéo léo đưa cho anh một túi và bọc tay anh lại khiến Tiền Hằng trở nên bối rối vỡ tan mộng đẹp. Trong lúc cố gắng tắm, Tiền Hằng lại kêu lên vì đau khiến Thành Giao vội vàng đến xem. Cô phát hiện ra rằng Tiền Hằng đã làm tổn thương lưng của mình khi cố gắng cởi áo và giờ đây cần sự giúp đỡ của cô. Thành Giao tin rằng Tiền Hằng thực sự gặp vấn đề khi cố gắng tắm. Anh hỏi cô liệu cô có muốn giúp anh tắm không nhưng Thành Giao nhanh chóng nhận ra anh cười tủm tỉm, biết anh chỉ đang cố gắng lừa cô và từ chối sập bẫy. Tuy nhiên trong giai đoạn họ đang yêu nhau say đắm, họ vẫn không quên việc phát triển bản thân. Tiền Hằng đưa cho Thành Giao hai vụ án để lựa chọn, một vụ tranh chấp bảo hiểm gia đình có giá trị hàng triệu tệ và một vụ viện trợ pháp lý đến nỗi bất ngờ. Thành Giao ấy thế mà lại chọn vụ viện trợ pháp lý, vì cô muốn sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình để giúp đỡ nhiều người cần thiết hơn và hy vọng có cơ hội tự mình xử lý một vụ án. Tiền Hằng không cố gắng thuyết phục cô thay đổi quyết định, nhưng anh cảnh báo Thành Giao về những rủi ro tiềm ẩn của vụ án hỗ trợ pháp lý bao gồm nguy cơ bị quấy rối. Anh nhấn mạnh rằng cô cần phải hết sức cẩn thận, anh cũng bày tỏ rằng nếu chi phí cho vụ án không đủ anh sẽ sẵn lòng hỗ trợ. Thành Giao rất vui mừng và hỏi liệu cô nên nhận tiền qua ngân hàng, WeChat hay cần phải mở một tài khoản ngân hàng mới. Tuy nhiên Tiền Hằng chỉ đùa giỡn với cô. Thành Giao sau đó phát hiện ra rằng vụ án cấp dưỡng mà cô lựa chọn dù ban đầu có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Cô gặp một người phụ nữ không đòi tiền cấp dưỡng từ chồng cũ của mình mà lại từ cha đẻ của đứa trẻ, người không phải là chồng cũ của cô. Thành Giao hiểu rằng vụ án này sẽ rất khó khăn. Mặc dù vậy, tình hình phức tạp của vụ án không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Tiền Hằng. Họ giữ mối quan hệ tình cảm sô cô la kẹo mút của mình một cách bí mật và tiếp tục hẹn hò một cách lãng mạn và đầy vô tri. Nhưng lúc gay cấn luôn bị đồng nghiệp cản trở và việc họ chia sẻ ly trà sữa đầu tiên sau khi hẹn hò. Khi họ đang chuẩn bị trao nụ hôn ngọt ngào thì sự xuất hiện của đồng nghiệp đã phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc. Hẹn hò ở công ty thật sự bất tiện cho đôi trẻ. Ngô Quân nhận được thông tin vị trí từ Thành Tích nhưng không hề có bất kỳ phản hồi nào nên đã nghĩ rằng cô ấy lại bị chồng cũ bắt cóc. Thấy vậy anh vội vàng đến cứu nguy. Khi đến gần vị trí định vị, anh ta nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của cô ấy. Ngô Quân lo lắng vô cùng nhặt lấy một cây gậy gần tường và lao vào. Không ngờ khi anh ta vung gậy về phía kẻ xấu, bất ngờ một con chuột chạy ra khiến họ hoảng loạn chạy tự kết liễu đời mình. Hóa ra Thành Tích gửi vị trí cho anh ta vì cô ấy vừa nhận một vụ án trợ giúp pháp lý mới muốn nghe ý kiến từ anh. Sau đó để hiểu rõ hơn về vụ án từ người ủy thác, cô ấy đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nên không trả lời tin nhắn của Ngô Quân. Nhờ vậy mà tạo ra hiểu lầm đẹp này. Tuy nhiên mặc dù chàng trai này hèn nhát nhưng vẫn dám một mình lao vào trong bóng tối để cứu người. Hành động dũng cảm đầy sự chân thành của anh đã khiến Thành Tích rất cảm động trong lòng. Cô đang muốn mở lời đồng ý với lời theo đuổi của Ngô Quân nhưng không ngờ lại bị anh ta ngăn lại. Anh nói rằng môi trường ở đây không phù hợp, hãy tìm một nơi tốt hơn để nói chuyện vào một ngày khác. Kết quả ngày hôm sau khi ra khỏi tòa án, Ngô Quân phát hiện ra rằng tài xế đưa đón mình lại biến thành một cô gái xinh đẹp và dịu dàng. Thành Tích nói với tài xế cô muốn đưa bạn trai đi ăn nên ông ấy đưa chìa khóa xe cho cô. Giờ đây sau khi chờ đợi một thời gian dài thì Ngô Quân đã được trả lại quả ngọt sau nhiều ngày ươm trồng. Anh ta nắm lấy cơ hội để khoe với Tiền Hằng, cho anh ta xem cà vạt của mình, nói rằng cách thắt này rất tinh tế và do Thành Tích tỉ mỉ thắt. Tuy nhiên anh bạn thân trông có vẻ khinh thường, đây là văn phòng của tôi không phải là mạng xã hội của bạn. Bạn đang khoe tình yêu ở nơi sai lầm nhưng Ngô Quân không biết Tiền Hằng đã sớm thoát khỏi cuộc sống độc thân. Anh đây đã chinh phục được em gái của Thành Tích. Tiền Hằng đã từng trải nghiệm việc thắt cà vạt nên không còn ghen tị với Ngô Quân nữa. Hơn nữa, để tán tỉnh thành công trong mối quan hệ văn phòng, anh ta còn đặc biệt mua một cuốn sách hướng dẫn trực tuyến, rồi che giấu nó trong bìa của một cuốn sách chuyên nghiệp. Anh ta thậm chí còn mang sách ra học. Mỗi khi có thời gian làm việc nhìn thấy một số triệu chứng tiêu cực được mô tả trong sách, Tiền Hằng nghĩ rằng chúng giống hệt với những gì mình và người khác trải qua. Dù mồm thì nói thế nhưng hành động của Tiền Hằng vẫn tuân theo những gì được viết trong sách.
anh sử dụng hương trầm và nghe nhạc thiền để giảm bớt lo âu, muộn phiền trong tình yêu. Tiền Hằng vừa xác nhận mối quan hệ tình cảm bí mật với Thành Giao, không ngờ đối tác lại yêu cầu anh đi công tác xa. May mắn là bạn gái của anh cũng rất là tâm lý. Cô cho phép anh khi nhớ đến cô ấy có thể nhìn thấy cô qua camera trong phòng khách. Nhưng khi đến nơi anh mới phát hiện ra luật sư đại diện liên kết là Lương Y Nhiên, một người thích mình. Ngô Quân nhắn không cần cảm ơn tôi, chúc cậu tình yêu như tên lửa. Chỉ khi đó Tiền Hằng mới nhận ra mình đã mắc lừa lớn, nhưng việc đã lỡ nên cũng đành thôi, anh chỉ có thể chấp nhận lỗi lầm. Anh chờ đến giờ nghỉ mới gọi điện giải thích cho Thành Giao, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bíp báo đang trong cuộc gọi. Vì thế anh mở camera trong sự bối rối khi biết cô hỏi ai đó có ảnh hưởng đến khả năng có con không. Ý cô là khi hai người quan hệ có thể ảnh hưởng không? Tiền Hằng liền hỏi Thành Sao bạn đang làm gì vậy? Nếu cô muốn mối quan hệ của họ tiến triển nhanh hơn thì có thể trực tiếp nói với anh. Tiền Hằng hoảng hốt nghĩ rằng bạn gái nghi ngờ anh ta không giỏi chuyện ấy. Chỉ sau khi Thành Giao giải thích, anh mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Vụ án trợ giúp pháp lý mà Thành Giao nhận là vụ của Lâm Phượng Quyên, người đã bị say rượu trong buổi họp lớp và đã quan hệ trong tình trạng không tỉnh táo với Lô Kiệt. Một tháng sau cô phát hiện mình mang thai, nhưng khi đứa bé ra đời cô nhận ra nó không phải con của chồng cũ. Gia đình cô cũng cắt đứt quan hệ với cô. Bây giờ đứa trẻ được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh và cô không còn khả năng chi trả cho ca phẫu thuật và liệu pháp. Vì vụ kiện sẽ mất nhiều thời gian và công sức, không thể chờ đợi chi phí phẫu thuật cho đứa bé. Thành Giao đề nghị giải quyết thông qua thương lượng. Khi cô gọi Lô Kiệt đến, anh ta lại không chịu nhận đứa bé là con mình. Đã thế còn tuyệt tình trả lời: "Phải, tôi đã ngủ với cô, nhưng làm sao biết cô đã ngủ với ai nữa?" Tên rách năm củ này không chỉ từ chối nhận đứa bé là con mình mà còn không chịu thực hiện xét nghiệm ADN. Hắn chỉ vứt lại cho Lâm Phượng Quyên 5 triệu để xua đuổi cô. May mắn là Thành Giao đã ghi lại được những lời nói của anh ta. Mặc dù quan tòa không thể bắt buộc anh ta thực hiện xét nghiệm ADN, nhưng nếu đối phương không thể chứng minh đứa bé không phải là con ruột mình, thì Lâm Phượng Quyên có cơ hội chiến thắng trong vụ kiện. Không ngờ Lô Kiệt, kẻ tổn thương, lại thuê kẻ muốn tổn thương người khác là luật sư Đặng Minh làm luật sư đại diện. Chỉ cần một bằng chứng y tế từ bệnh viện là đã khiến cô tạm thời không thể phản bác. Trong lúc Lâm Phượng Quyên tức giận tại tòa, luật sư Đặng Minh bảo chữa thân chủ của tôi, ông Lô. Thật sự rất không may, theo chuẩn đoán của bệnh viện thì ông ấy bị một căn bệnh không thể có con cái. Lâm Phượng Quyên cho rằng đó là giả mạo và xé kết quả. Như vậy cô đang phạm tội coi thường tòa án với thái độ cảm xúc của mình. Thành Giao cũng bị Đặng Minh cà khịa. Nếu tôi thuê một luật sư mà người đó không làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh mà ngây người thì tôi cũng sẽ điên lên mất. Thành Giao không muốn thua kém Đặng Minh và đồng thời muốn đòi lại công lý cho Lâm Phượng Quyên. Thành Giao nghi ngờ Lô Kiệt làm giả tài liệu và dự định cùng đồng nghiệp giả vờ là cặp vợ chồng không muốn có con đến bệnh viện đã đưa ra chẩn đoán, hy vọng tìm ra bằng chứng liên quan. Không ngờ mở lời lại gây ra hiểu lầm lớn, suýt nữa làm Đàm Dĩnh sợ chết khiếp. Tuy nhiên khi Vũ Phi tìm hiểu trên mạng, anh phát hiện ra Lô Kiệt là một trong những cổ đông của bệnh viện đó. Không ngờ làm tăng nghi ngờ việc anh ta làm giả tài liệu, nhưng điều này cũng khiến việc tìm kiếm manh mối tại bệnh viện trở nên khó khăn. Khi biết Thành Giao tiếp tục điều tra Lô Kiệt từ nguồn thông tin của trợ lý, cảm thấy rất hoảng loạn. Đặng Minh liên tục an ủi bảo anh ta yên tâm. Lý do anh ta cao ngạo như vậy là vì anh ta đã yêu cầu trợ lý tìm người đăng một số bài viết mơ hồ trên mạng bôi nhọ Phượng Quyên, một luật sư giỏi biết cách sử dụng pháp luật và dư luận. Thành Giao và những người khác nhanh chóng phát hiện ra các tin tức liên quan, lập tức đoán ra là do Đặng Minh làm, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, và điều còn tồi tệ hơn là một số người còn tiết lộ địa chỉ nhà của Lâm Phượng Quyên. Cư dân lân cận đều tụ tập trước cửa nhà của Nguyên Đơn thể hiện sự công lý mà họ tin là đúng. Việc làm khi bị dư luận rất mũi của họ khiến Lâm Phượng Quyên trở nên hoảng loạn và quyết định không tiếp tục phụ kiện nữa. Thành Giao nghe tin liền lên đường đi thăm Nguyên Đơn, đồng thời yêu cầu Đàm Dĩnh giúp chụp ảnh và thu thập chứng cứ nhờ Vũ Phi soạn thảo thư. Luật sư chuẩn bị kiện những kẻ phao tin đồn và bôi nhọ. Trong khi đó Thành Tích nhận được cảnh báo từ Đặng Minh, lo lắng cho em gái mình nên ngay lập tức liên hệ để hỏi cô đang làm gì. Sau đó khi em gái cô trong quá trình bảo vệ Lâm Phượng Quyên bị người dân tức giận phun sơn, Thành Tích và Ngô Quân cùng cảnh sát kịp thời đến ngăn chặn, tránh cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thành Giao sẽ không bỏ cuộc, cô muốn dùng nghề nghiệp của mình hết sức mình để giúp đỡ cô ấy. Ngô Quân phàn nàn, cô thật giống như Tiền Hằng đã nhập vào người. Những lời cô đang nói bây giờ giống hệt như những gì Tiền Hằng nói khi còn ở đại học. Và sau đó để tránh Lâm Phượng Quyên tiếp tục bị quấy rối và đánh đập, Thành Giao và nhóm của cô đã giúp Lâm Phượng Quyên tìm một khách sạn và thuyết phục cô quyết định tiếp tục vụ kiện. Mặt khác Tiền Hằng đang đi công tác ở nơi khác. Khi nhận được tin nhắn từ Đàm Dĩnh thông báo bạn gái mình bị bắt nạt, anh ta lo lắng vô cùng. Cứ thế mà bỏ mặc công việc để liên hệ với Thành Giao. Khi Tiền Hằng đang đi công tác video call với bạn gái và nghe cô ấy nói em nhớ anh, Tiền Hằng liền vội vàng yêu cầu trợ lý mua vé máy bay nhanh nhất. Tiền Hằng liền trở về và gặp bạn gái. Vào tối hôm đó họ gặp nhau và ôm lấy nhau bù đắp những ngày xa nhau. Không ngờ Bao Duệ, người bình phong giữa hai người, lại xuất hiện đột ngột. Khi Thành Giao nói cô muốn đi đến ga tàu điện ngầm, Bao Duệ nói đúng lúc anh ta cũng đi ngang qua đó. Tiền Hằng đổi ý nói muốn đi ăn, nhưng Bao Duệ cũng đúng lúc đói bụng. Điều này khiến Tiền Hằng và Thành Giao phải nắm tay nhau một cách lén lút khi gặp kỳ đà cản mũi ác như này. Thậm chí ngay cả khi họ ở cùng nhau cũng không yên ổn, khi họ đang nắm tay nhau thì suýt chút bị phát hiện. Cặp đôi yêu nhau trong bí mật suýt nữa đã bị hù dọa chết khiếp. Tuy nhiên sự xuất hiện của Bao Duệ cũng có lợi của nó, anh ta bất ngờ nhận ra đã mất ví. Nhớ lại là mình đã làm rơi ở sân bay và yên tâm nói rằng sân bay có camera. Ngày mai tôi đi một chuyến là có thể tìm lại được. Lời nói này đã làm sáng lên con đường phía trước của Thành Giao, khiến cô nhớ lại lần đầu tiên ra tòa đã thấy Lô Kiệt vứt ly dùng một lần vào thùng rác. Mà tòa án thì luôn có camera ghi hình.
Thành Giao biết vụ án của Lâm Phượng Quyên có hướng đi mới rồi và nhanh chóng rời đi, bỏ lại Tiền Hằng và Bao Duệ. Lời nịnh nọt của Tiền Hằng khiến anh ta gần như muốn sụp đổ. Trong khi Thành Giao vẫn bận rộn với công việc, Tiền Hằng ngồi chờ trong phòng khách, chờ mãi đến khi ngủ gục. Khi Thành Giao nhớ ra bạn trai mình vẫn ở phòng khách, cô vừa đắp chăn cho anh ta thì anh ta đã tỉnh dậy. Tiền Hằng bắt đầu bảo vệ người yêu, anh nói với Thành Giao rằng dù vụ án có phức tạp đến mấy anh cũng sẽ giải quyết cho cô. Anh không muốn bạn chịu áp lực công việc nhưng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô muốn mình có thể vượt qua vụ án này, đã 1 giờ đêm rồi anh nên ngủ sớm. Dưới yêu cầu của bạn gái thì anh cũng đành miễn cưỡng trở về phòng đi ngủ và ngày hôm sau lại bay đi công tác. Không ngờ khi mở hành lý ra anh thấy thuốc cảm do bạn gái chuẩn bị. Tình yêu đôi khi được vun đắp từ những điều nhỏ nhặt như thế. Tiền Hằng không kìm được mà mỉm cười, tuy nhiên cảnh này lại rơi vào mắt của Lương Y Nhiên. Vì thế khi Tiền Hằng và Ngô Quân đang gọi điện thoại, Lương Y Nhiên cố ý ra gọi anh, lúc này Tiền Hằng cho rằng đối phương đang cố tình gây ra sự hiểu lầm. Trong khi đó phía Thành Giao thì đang tiến hành phiên tòa lần thứ hai. Tận dụng thời gian chờ đợi trước phiên tòa, cô cố tình tỏ ra yếu thế trước khi phiên tòa xử vụ kiện bắt đầu. Thành Giao cố ý tỏ ra yếu đuối trước kẻ địch dùng hai lon nước giải khát để làm hài lòng Đặng Minh. Kết quả là vài câu nói tốt khiến anh ta tự mãn và cuộc đối đầu tại tòa sau đó cũng không nằm ngoài dự đoán. Đặng Minh dễ dàng giành chiến thắng trong phán quyết sơ thẩm. Vừa ra khỏi tòa anh ta đã cùng Lô Kiệt uống nước nói về việc tổ chức tiệc mừng. Thành Giao đứng một bên nhìn có vẻ buồn bã nhưng trong lòng thì thật ra rất sung sướng. Khi họ vứt lon nước vào thùng rác ngay lập tức có nhân viên giám định đến thu thập chứng cứ. Đặng Minh nhận ra mình mới chỉ bắt đầu tỉnh mộng. Phán quyết phúc thẩm chúng ta vẫn còn cơ hội lớn sẽ thắng. Chúng ta sẽ sớm có kết quả giám định ADN cha con. Với bằng chứng mới này Đặng Minh mới hiểu kế hoạch của cô. Hắn cũng biết rằng một khi giám định ADN chứng minh Lô Kiệt và con của Lâm Phượng Quyên có quan hệ cha con, thì hắn sẽ phải đối mặt với cáo buộc làm giả chứng cứ nhưng luật sư giàu kinh nghiệm thường có kỹ năng đổ lỗi xuất sắc. Thành Giao cũng rõ ràng biết rằng đối phương rất có thể sẽ đẩy hết trách nhiệm cho người liên quan. Do đó trước lời chúc mừng của chị gái thành tích cô rất bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi ngày Đặng Minh nhận quả táo. Nhưng dù sao đi nữa vụ án này cơ bản là đã thắng. Lâm Phượng Quyên bày tỏ lòng biết ơn với cô, Thành Giao thì nói rằng đó là những gì cô nên làm. Cô nhờ Ngô Quân và chị gái mình đưa cô ấy về trước, còn cô sẽ trở lại tòa án để nộp tài liệu cho phiên phúc thẩm. Không ngờ khi cô ra ngoài lại phát hiện bạn trai Tiền Hằng đã đợi cô ngoài tòa. Hóa ra anh biết Thành Giao thua kiện liền giao việc cho Bao Duệ vội vã trở lại để an ủi cô. Không ngờ Thành Giao lại chấp nhận sai lầm tỏ ra buồn rầu. Tiền Hằng vội vàng an ủi đối phương và đưa cô đi ăn để giảm bớt nỗi buồn. Anh diễn hài độc thoại nhưng mà không có câu chuyện nào của anh khiến người yêu anh cười cả. Thành Giao thực sự không thể nhịn cười bởi trò vô tri của anh tổng tài nhạt nhòa này, nên đành phải nói ra những gì xảy ra ngoài tòa bày tỏ rằng cô cố ý thua trong phiên sơ thẩm và tự tin sẽ thắng ở phiên phúc thẩm. Cô còn hỏi nếu mình thắng có phần thưởng gì không. Không ngờ câu trả lời của Tiền Hằng vẫn như cũ. Anh đã nghĩ ra rồi, chắc chắn em sẽ rất thích. Anh sẽ giúp em học thuộc thêm luật. Thành Giao lập tức tỉnh liền quý dị. Cô đành phải thay đổi lời nói và bày tỏ việc thắng kiện là trách nhiệm của mình là không cần phần thưởng. Không ngờ khi vừa về đến nhà lại bị anh đây đòi hỏi phần thưởng. Tiền Hằng nói rằng trước đây nhiều lần không phải xảy ra tai nạn thì lại bị Bao Duệ làm gián đoạn. Lần này Tiền Hằng muốn bù đắp cho những lần chưa thành công. Thành Giao nghe xong liền hiểu ý anh, cuối cùng cả hai cũng có thể trao nhau một nụ hôn nồng cháy nóng bỏng. Là một người giàu có thông minh nhưng vì khi có tình yêu thì ai cũng phải lăn vào bếp thôi. Sáng sớm Tiền Hằng đã trực ở bếp làm bữa sáng cho bạn gái. Không ngờ lại làm bạn gái xúc động đến nỗi không biết nói gì. Dù anh làm gì đi nữa em vẫn sẽ khen, cố gắng khen. Thành Giao bị sốc không ngờ cô mới vừa hồi phục sau ốm. Thành Giao thực sự phải chịu đựng những tra tấn tình yêu này. Trước đó Thành Giao thu được bằng chứng quan trọng giúp cô có cơ hội thắng trong phiên phúc thẩm. Bạn trai cô đã đặt hoa và sâm panh để trở về mừng, không ngờ Thành Giao bất ngờ bị bệnh. Dù chỉ là viêm dạ dày ruột cấp không quá nghiêm trọng nhưng Tiền Hằng lại rất quan tâm và chu đáo. Đối với anh chuyện của em không có chuyện nhỏ, vì vậy Tiền Hằng rất tận tình chăm sóc. Dù là ở bệnh viện hay là tại nhà, ở nơi nào thì anh đều làm rất tận tâm. Thành Giao rất hài lòng, không ngờ yêu đương lại ngọt ngào đến thế. Trước kia cô luôn nghĩ những câu chuyện tình yêu nam mạnh, nữ yếu đã lỗi thời, nhưng không ngờ khi thực sự ốm được người khác chăm sóc lại thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Tiền Hằng lại làm mẹ cô không hài lòng với con trai. Bởi khi biết con dâu tương lai bị ốm, bà đã tự tay nấu vài món ăn dinh dưỡng. Tiền Hằng nói mình đã nấu cháo yến mạch cho Thành Giao. Nhưng khi mẹ Tiền Hằng nhìn thấy món cháo 5 sao từ tay con trai mình, gương mặt bà lập tức thể hiện rõ vẻ khinh thường. Cái này gọi là cháo à, chỉ có mấy hạt táo đỏ thôi à. Tiền Hằng nghe mà chỉ biết cười trừ nhưng vào sáng hôm sau anh vẫn tiếp tục vào bếp nấu ra một đĩa thức ăn rất lạ kỳ. Thứ xanh lè xanh lét này khiến Thành Giao sợ hãi. Tuy nhiên để không làm giảm lòng hăng say của bạn trai, cô cũng đành nhanh chóng chuyển mục tiêu và chọn các món ăn khác như bánh gối chiên. Sau đó là một trận khen không ngừng nhưng trên bàn ăn chỉ có món xanh lè do Tiền Hằng tự tay làm. Các món khác đều là đồ ăn mang về, dưới sự yêu cầu liên tục của anh. Thành Giao đành cắn răng ăn một miếng rồi không chịu nổi vội vàng bỏ chạy. Sau khi khen ngon thì Tiền Hằng cũng tự thử một miếng rồi nôn theo. Lương Y Nhiên vẫn hoàn thành vụ án ủy thác ngoại thành trở về nhận được lời mời từ Ngô Quân. Dù không ngay lập tức chấp nhận lời mời vào làm việc tại công ty Quân Hằng nhưng đã bày tỏ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Mặt khác Thành Giao nhận được lá cờ khen ngợi từ Phượng Quyên được Tiền Hằng công khai khen ngợi. Còn có cơ hội đại diện cho tập đoàn Thái Thành giải quyết vụ tranh chấp ủy thác. Cộng thêm chuyến đi xây dựng đội nhóm sắp tới của công ty, Thành Giao cảm thấy nhẹ nhàng như thể đang ở trong lọ mật ong.
trò chuyện với bản thân mà tâm trí lại lơ là đầu óc đầy ý nghĩ mơ mộng. Thành Giao muốn đi spa toàn thân cho nó oách xà lách. Bạn thân nghi ngờ Thành Giao có vấn đề. Mộng Đình nghĩ rằng cô đang thay đổi vì Tiền Hằng, nhưng Thành Giao dĩ nhiên không dám thừa nhận, chỉ nói rằng mình sắp đi du lịch. Đúng lúc này Tiền Hằng gọi điện mời cô đi siêu thị và họ cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi xây dựng đội nhóm sắp tới. Cả hai tình cảm khiến cả siêu thị ghen tị, anh đẹp trai còn em thì đẹp gái thì ai mà độ cho được. Tiền Hằng thật biết lợi dụng cơ hội, vừa tổ chức xây dựng đội nhóm vừa hẹn hò với bạn gái. Ai ngờ lại vô tình lộ chuyện tình cảm Tiền Hằng. Em thích anh khi không thể giấu giếm được nữa. Tiền Hằng chỉ có thể thừa nhận mối quan hệ của họ, nhưng cũng không quên cảnh báo bộ ba bóng bóng bang bang kia giữ bí mật. Trước đó, sau khi hai người đến siêu thị mua sắm xong, Tiền Hằng lén lút lấy ra một hộp nhỏ bí ẩn. Mà bên trong là gì thì các bạn cũng biết rồi đó, nên là anh ta cũng vội vàng cất giấu vào vali. Trong khi đó, Thành Giao lại lấy ra một chiếc váy hơi hở hang. Tưởng tượng những cảnh hot hòn họt sẽ xảy ra sau chuyến đi xây dựng đội nhóm, lúc đầu còn do dự, không ngờ bạn trai bất ngờ xông vào. Em đang giấu cái gì đó baby, trông cũng đẹp đấy. Thành Giao tức thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, giật lại chiếc váy và đuổi anh ta ra ngoài. Hôm sau mọi người xuất phát đi xây dựng đội nhóm từ sáng sớm. Sau khi xuống xe họ mới biết phòng nghỉ là có hạn và ai đến trước sẽ được ưu tiên. Người đến đầu tiên sẽ chiếm hữu một phòng tắm nước nóng sang trọng. Vì vậy mọi người chia thành từng đội. Tần Dĩnh đi được nửa đường thì tình cờ bị trẹo chân. Vũ Phi vừa định ở lại chăm sóc thì Bao Duệ lại nói không bỏ rơi ai. Bao Duệ nhưng bây giờ các cậu là hai người không tính là bỏ rơi đâu. Ba người tiếp tục đi tiếp, hóa ra họ thấy Bao Duệ phiền toái nên đi đường tắt, quyết tâm giành lấy phòng tắm nước nóng riêng tư. Không ngờ dọc đường cảnh sắc đẹp đẽ, cây hoa đua nở tuyệt trần và họ còn gặp một cây ước nguyện. Thành Giao nghĩ đã đến đây rồi thì nên ước một điều gì đó. Cậu được ước thấy chưa biết có linh nghiệm không, nhưng mà vừa ước xong thì trời đổ cơn mưa ngâu. Tiền Hằng nhanh chóng cởi áo khoác ra để che mưa, sau đó chạy trong mưa tìm một khu vườn để trú. Kết quả vì trì hoãn này mà hai người lại vô tình đạt vị trí đầu tiên từ dưới lên. Thật tiếc hôm nay các bạn phải ở lều đấy. Vậy người chiến thắng hôm nay là Bao Duệ. Bao Duệ vui sướng tột độ mời Tiền Hằng ở chung nhưng không may bị từ chối, tạo ra một tình huống khá ngượng ngùng. May mắn anh ta nhanh trí mời Thành Giao bằng việc trả giá hai vụ án. Và cuối cùng nhận được sự đồng ý của cô khiến Tiền Hằng rất không hài lòng. Em thế mà không chống lại được sự quyến rũ của Bao Duệ, chỉ với hai vụ án đã mua chuộc em rồi. Tiền Hằng giả vờ làm bộ mặt tỏ ra bị tổn thương, thưởng thức sự an ủi của bạn gái bằng lời nói dịu dàng. Anh ta nhanh chóng lộ ra bản chất cáo già, đang chuẩn bị tư thế hôn thì lại bị cuộc điện thoại của Thành Giao phá đám. Vào buổi tối trong bữa tiệc, Ngô Quân theo ý của mọi người một lần nữa mời Thành Tích gia nhập văn phòng luật sư Quân Hằng. Nhưng Thành Tích vẫn không đồng ý, chỉ nói rằng nếu có cơ hội sau này sẽ tham gia. Sau bữa ăn là thời gian tự do mọi người cùng nhau đi dạo chợ đêm. Tiền Hằng đặt hết tâm trí vào Thành Giao, thấy cô quan tâm đến kem liền mời mọi người ăn kem. Thấy cô dừng chân trước gian hàng bông gòn thì anh lại mời mọi người ăn bông gòn. Sau đó tiếp tục mời mọi người thưởng thức táo đường. Thành Giao rất tò mò làm sao anh biết em thích những thứ này, kem bông gòn và táo đường. Tiền Hằng ngọt ngào nói nhìn ánh mắt em nhìn những thứ này anh có thể nhận ra. Chỉ cần nhìn là biết em muốn ăn, ánh mắt khi em nhìn anh cũng là ánh mắt đó. Hai người tận dụng cơ hội rời khỏi đoàn cùng nhau nói chuyện mật ngọt và tìm đến một góc vắng để bắt đầu chủ đề chính. Hai con người giàu tình yêu hôn nhau bỏ lại người nghèo khổ tình cảm, Bao Duệ lại bị bỏ lại một mình cô đơn và lạnh lẽo. Anh ta đi tìm và cuối cùng đã làm gián đoạn khoảnh khắc thân mật của đôi chim gì. Tiền Hằng cảm thấy không vui, anh nghĩ họ đi xây dựng đội nhóm có thể vui vẻ một chút. Bây giờ chúng ta chỉ có hai người. Đúng lúc này Tiền Hằng nhận được một cuộc điện thoại quan trọng và không còn cách nào khác, họ phải tạm thời chia tay. Cùng Bao Duệ đi tìm Vũ Phi và Tần Dĩnh, bốn người tụ họp tại quán bar chơi trò thật hay thách. Nhưng không ai muốn nói ra sự thật và tất cả đều chọn uống rượu làm hình phạt. Thời gian trôi qua mọi người đều say, Thành Giao còn say đến mức không tìm được nhà vệ sinh lạc mất mình. Đến khi Tiền Hằng gọi cho Thành Giao hỏi cô ở đâu thì Thành Giao say rượu nói rằng cô ở trong tim anh. Biết cô uống rượu, Tiền Hằng liền gọi cho Bao Duệ, khi thấy Thành Giao đi nhà vệ sinh hình như đã hơn nửa giờ rồi chưa ra. Mọi người thấy vậy nên cùng nhau đi tìm. Không lâu sau Tiền Hằng cuối cùng cũng tìm thấy Thành Giao, nhưng cũng vì thế mà lộ ra mối quan hệ tình cảm của họ. Sau khi cảnh cáo mọi người không được tiết lộ chuyện này, Tiền Hằng mới đưa Thành Giao trở về phòng khách sạn. Không ngờ anh vừa mới trở về lều chưa kịp nằm xuống, Thành Giao đã theo sau đến. Em nhớ anh cũng nhớ em. Con gái khi say thật mới lộ ra sự đòi hỏi từ người mình yêu. Thế là đêm hôm đó họ đã tâm sự với nhau rất nhiều điều. Thành Giao thức dậy vào buổi sáng tinh mơ, chỉ thấy mình một mình. Cô cũng quên mất chuyện gì đã xảy ra tối qua, hỏi Tiền Hằng nhưng lại được thông báo là không có gì xảy ra. Không khỏi cảm thấy hơi thất vọng, không để đồng nghiệp phát hiện họ ngủ cùng nhau, Thành Giao lại trở về phòng khách sạn. Ai có mà dè lại bị Bao Duệ vô tình nhìn thấy và còn gặp phải Ngô Quân. Ngô Quân hỏi Tiền Hằng làm gì ở đây. Bao Duệ nghĩ đã đến lúc anh phải chuộc lỗi, anh quyết định bảo vệ tình yêu của sếp. Là tôi mời Tiền Hằng đến đây một việc quan trọng liên quan đến việc Thành Tích luật sư gia nhập công ty. Và như thế Bao Duệ đã cứu Tiền Hằng một bàn thua vào phút bù giờ. Trong buổi team building không may phát hiện mối quan hệ giữa Tiền Hằng và Thành Giao. Đàm Dĩnh luôn cảm thấy không yên, trở lại làm việc vẫn còn kể lể với Thành Giao. Vũ Phi cũng vậy, chỉ có Bao Duệ người lúc nào cũng thoải mái lại cảm thấy khâm phục Thành Giao. Không ngờ khả năng thích ứng của Thành Giao mạnh mẽ đến vậy. Từ nhân viên bị đe dọa giờ trực tiếp trở thành bà chủ. Tiền Hằng xuất hiện và bảo giờ cũng có thể sa thải Bao Duệ ngay. Bao Duệ lập tức toát mồ hôi lạnh không biết nói gì. Đàm Dĩnh và Vũ Phi vội vàng thể hiện lòng trung thành tuyên bố lần trước không thấy gì cả. Sau đó Tiền Hằng nói với Thành Giao rằng tối nay có việc ở nhà.
Bố anh yêu cầu anh về nhà một chuyến vì vậy anh không thể đi cùng cô. Không ngờ Thành Giao cũng nhận được cuộc gọi từ bố bảo cô đi xem kịch hay. Nói rằng tối nay nhất định phải giành được bạn cùng bàn thời học sinh đầy kỳ quái kia. Kết quả đến bữa trưa ăn đồ ăn mang về, Bao Duệ cuối cùng cũng biết hóa ra Vũ Phi thực sự đang hẹn hò với Đàm Dĩnh. Lúc xây dựng đội 5, Đàm Dĩnh giả vờ bị trẹo chân chỉ là để ở lại với Vũ Phi lâu hơn một chút. Sự quan tâm của Vũ Phi dành cho Đàm Dĩnh đã sớm vượt qua mức độ của đồng nghiệp bình thường. Lúc này Bao Duệ cảm thấy lòng đầy u uất. Vào buổi tối, Tiền Hằng và Thành Giao đến một nhà hàng cùng một lúc. Tiền Hằng đi sau vội vàng gọi bạn gái lại hỏi cô ấy ăn mặc đẹp như vậy để gặp ai. Biết được cô ấy mượn quần áo của chị gái để đi ăn tối với bố thì Tiền Hằng mới yên lòng. Thành Giao nói rằng cô ấy cũng đến để ăn tối với bố nhưng không ngờ rằng phòng riêng họ đặt lại là cùng một phòng. Cuộc trò chuyện từ bên trong phòng cũng khiến họ cảm thấy đau đầu. Hai người bố cãi nhau không ai chịu nhường ai, mà họ cũng là bạn học cũ cùng nhau ở thời thanh xuân trai trẻ. Cuối cùng cả hai bên gia đình cũng phản ứng lại. Nửa đời người đấu đá, cà khịa lẫn nhau ấy vậy mà giờ lại trở thành thông gia, bởi ghét của nào trời trao của đó mà. Tuy nhiên cuộc tranh cãi của họ chưa dừng lại mà chuyển sang thành đấu võ mồm với nhau. Tiền Hằng vội vàng tách họ ra và tự giới thiệu bày tỏ quyết tâm muốn nhận được sự chấp thuận của cả hai bên phụ huynh. Tuy nhiên cả hai ông bố vẫn không hề có ý định hòa giải hay ai nhường nhịn ai cả. Chỉ đến khi cả hai bà mẹ đều đưa ra chiếc vòng tay mình đang đeo cho hai người con mới phá vỡ được bầu không khí căng thẳng. Nhưng khi ngồi xuống hai người bố lại đâu vào đó, nâng ly vui mừng nhưng miệng thì không ngừng nói luyên thuyên. Cứ thế hai ông bố lại cãi nhau 77-49 hiệp. Miễn là các con vui vẻ tôi không có gì để nói. Nhưng ông bạn à, bạn cũng có ngày hôm nay đấy. Sau bao nhiêu năm con trai bạn không phải vẫn phải gọi tôi là bố sao? Tiền Hằng và Thành Giao nghe mà lòng dạ không yên. Cả hai uống vài chén với bố mẹ rồi ra ngoài thanh toán để bố mẹ tiếp tục tâm tình chuyện xưa. Còn đôi chim di thì nắm tay nhau chạy trốn trước. Sau đó văn phòng luật sư mới đón một cộng sự mới. Ngày đầu tiên đi làm cô gái xinh đẹp ấy đã tặng đồ uống cho tất cả mọi người. Điều đáng kể là mới lần đầu gặp mặt nhưng đã rất quen thuộc với mỗi người trong văn phòng. Sự gần gũi của cô ấy nhanh chóng khiến tất cả nhân viên, ngoại trừ kẻ nịnh hót Bao Duệ thì đều tụng năm tụng bảy quanh cô ấy. Một thời gian trước, Thành Giao và Tiền Hằng đến địa điểm bí mật để nghe nhạc, từ đó quen biết chủ tiệm là lão Trần. Nhưng một số lời ông nói lại khiến Tiền Hằng không hài lòng. Lần đầu tiên bạn đến đây, bạn đã muốn giáo dục pháp luật cho tôi liền đọc một tràng điều luật trong 5 phút. Bạn chịu đựng được không? Tiền Hằng nghe với vẻ mặt hơi ngượng ngùng nên vội vàng kéo Thành Giao đến chọn đĩa nhạc. Chọn một bài nhạc thật chill và thưởng thức cùng người mình yêu. Sau đó cả hai đeo tai nghe và cùng lắng nghe. Họ tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn của khoảnh khắc này. Tuy nhiên Ngô Quân luôn muốn cà khịa Tiền Hằng trong chuyện tình duyên và gọi điện thoại trêu chọc anh bạn thân. Anh ta khoe khoang rằng mình sắp đi gặp bố mẹ bạn gái với giọng điệu ỏng a ỏng ẹo đầy tự cao và hạnh phúc. Tiền Hằng liếc nhìn phòng của Thành Giao sau đó gọi anh bạn thân đến căn hộ cho thuê để chiêm ngưỡng. Ngô Quân không biết ý đồ của anh ta và vẫn tiếp tục khoe khoang, rồi bảo Tiền Hằng đừng suốt ngày chỉ nghĩ về công việc, nhanh chóng suy nghĩ cho bản thân. Nếu không khi bạn bè kết hôn sẽ không còn thời gian chăm sóc cho con cún độc thân này nữa. Lời đang bay ra như bổ búa, kết quả là khi thấy Thành Giao bước ra từ trong nhà anh ta liền nín họng liền. Cứ thế anh bạn thân buồn bã đi về mách với người yêu. Từ hồi đi học Ngô Quân cảm thấy mình luôn bị Tiền Hằng áp đảo. Tiền Hằng đạt vị trí thứ nhất và anh ta đạt vị trí thứ hai trong kỳ thi. Sau khi bắt đầu làm việc Tiền Hằng đã thu được danh tiếng, còn anh ta thì làm việc lặt vặt trong công ty. Chỉ có chuyện yêu đương thì anh đây mới có thể cười nhạo Tiền Hằng một chút. Ai có mà dè Tiền Hằng ấy vậy mà còn cao tay tán tỉnh em gái của người yêu anh cơ chứ. Đã vậy còn gặp gỡ bố mẹ bạn gái sớm hơn anh ta một ngày. Ngô Quân cảm thấy rất ủy khuất đến nỗi muốn khóc. Vào thời điểm này Lương Y Nhiên gửi tin nhắn với nội dung rằng cô ấy có thể bắt đầu làm việc ở văn phòng luật sư Quân Hằng vào thứ hai tuần sau. Ban đầu mục đích của việc mời cô ấy đến Quân Hằng là để giúp Tiền Hằng. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ anh ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Trong thời gian Tiền Hằng đi học đại học, anh ấy là người nổi bật của trường. Cái người mà các bậc phụ huynh hay ví là con nhà người ta. Một người mà luôn nhận được nhiều giải thưởng. Còn Lương Y Nhiên cũng như bao cô gái khác, yêu thích màu hồng, cái đẹp và ghét sự lừa dối. Và cô ấy cũng ngưỡng mộ anh ấy. Để có một ngày có thể đứng cạnh Tiền Hằng, Lương Y Nhiên tham gia câu lạc bộ tranh luận và luôn cố gắng hết sức. Cuối cùng cô ấy đã thực hiện được ước mơ của mình. Ngày hôm nay sau nhiều năm đã trôi qua, cô ấy cuối cùng cũng có thể sánh vai cùng anh. Bao gồm cả Tiền Hằng và những người khác, tất cả đều cảm thấy Thành Giao sẽ ghen tị vì Lương Y Nhiên được tuyển dụng. Dù Thành Giao cố giải thích đi giải thích lại rằng không có chuyện đó nhưng không ai tin. Bao Duệ cố tình mời khách cùng với Vũ Phi và Tần Dĩnh an ủi Thành Giao. Họ nói rằng cô ấy là bạn gái của Tiền luật sư, còn Lương luật sư chỉ là đối tác. Họ không cùng một đường đua nên không cần phải buồn. Lời này nói quá đúng, bạn gái chỉ có mình cô ấy nhưng nữ đối tác thì có thể có rất nhiều lời an ủi ngược. Nghe những lời động viên quá tuyệt vời, đến mức Tiền Hằng không nhịn được mà phải ra mặt đuổi họ đi. Nhưng anh ta không hề hứng thú với nồi lẩu nghi ngút khói, chỉ muốn ăn cháo Thành Giao nấu. Thành Giao không chịu nổi sự nũng nịu của anh ta và đành phải đồng ý. Kết quả là khi họ đi, ba người kia lại chạy trở lại tiếp tục chiến đấu. Còn Tiền Hằng trở về nhà thì ôm Thành Giao xin lỗi. Thành Giao liền lặng lẽ đáp, em có phải ngốc đâu, làm sao em có thể ghen vì chuyện này chứ? Em thật sự không ghen chứ. Thật đấy, em chỉ ngưỡng mộ Lương luật sư trong công việc thôi. Thành Giao mới đến công ty đã phát hiện mọi người đều nhìn mình, làm cho cô ấy cảm thấy rất bối rối trong lòng. Lúc nãy ở quầy lễ tân còn có người gọi cô là bà chủ nữa, còn quá đáng hơn là một số đồng nghiệp còn sau lưng bàn tán nói xấu.
Cô ấy mới vào quân hàng chưa được bao lâu mà đã có thể phụ trách một vụ án lớn như vậy. Có thể vì cái gì? Cô ấy bị tin đồn không đúng làm phiền khiến bản thân chỉ biết ẩn mình tại nhà chị gái cảm thấy rất uất ức trong lòng. Chị gái ngồi kề bên khuyên nhủ. Đó là vì em và Tiền Hằng yêu nhau bị đồng nghiệp phát hiện. Một khi em bị gắn mác là bà chủ, khả năng của em sẽ bị phủ nhận. Hiện nay rất nhiều đồng nghiệp đều cho rằng Thành Giao dùng thủ đoạn dựa vào mối quan hệ để thăng tiến, để bịt miệng mọi người. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ấy quyết định không làm trợ lý luật sư cho Tiền Hằng nữa. Thành Giao chuyển sang làm dưới quyền của Lương Y Nhiên. Nhưng cô ấy không biết tất cả kịch bản này đã được biên hết rồi. Trước đó, sau khi Lương Y Nhiên gia nhập văn phòng luật sư Quân Hằng, Ngô Quân đã nắm bắt cơ hội trong bữa tiệc chào mừng nói riêng với cô ấy rằng Tiền Hằng là một người đàn ông thẳng thắn, không hiểu tình cảm nam nữ. Sau này tìm bạn trai nhất định không nên tìm kiểu người như anh ta. Mà Lương Y Nhiên nào có để lời của anh ta vào tai, ngược lại còn tìm cớ thảo luận về vụ án để tiếp cận Tiền Hằng. Khi nghe nói anh sắp đi công tác, cô lập tức đổi chủ đề nhắc nhở anh phải chú ý nghỉ ngơi. Qua từng lời nói, cử chỉ của cô ấy cũng thấy được cô quan tâm Tiền Hằng đến mức nào. Dù rõ ràng cảm nhận được ý muốn xa cách từ lời nói của Tiền Hằng, Lương Y Nhiên vẫn không từ bỏ. Khi sao chép tài liệu, tình cờ gặp Thành Giao cũng đang ở đó. Cô bắt đầu trò chuyện và vô tình thấy tin nhắn trên máy tính xách tay của Thành Giao. Cả người cô đều sững sờ. Cô không muốn tin rằng Tiền Hằng, người luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, lại có thể cùng một nhân viên quèn là Thành Giao. Vì vậy cô bắt đầu tìm hiểu mọi thứ liên quan đến Thành Giao. Trên đời này không có thứ gì bằng giác quan của phụ nữ. Cứ thế cô ta xem từng bức ảnh chụp trong buổi team building. Ánh mắt chan chứa tình yêu của Tiền Hằng luôn dõi theo Thành Giao khiến cô không thể không tin. Một luật sư mới như cô cũng muốn cạnh tranh với tôi sao? Sau khi tắt điện thoại, Lương Y Nhiên cảm thấy không thoải mái trong lòng. Cô tìm cơ hội bắt đầu gây chuyện, chơi trò xảo quyệt. Lương Y Nhiên giả vờ như không cố ý tiết lộ chuyện Thành Giao và Tiền Hằng yêu đương cho Vương Lộ. Sau đó tỏ ra như chợt nhận ra mình nói hớ, yêu cầu người kia nhất định phải giữ bí mật, nhất định không được nói ra ngoài. Kết quả là ngay khi cô ấy vừa đi, Vương Lộ lập tức loan tin khắp các hội nhóm của công ty về tình yêu động trời này. Hoàn toàn không ngoài dự đoán của Lương Y Nhiên, năng lực của Thành Giao cũng vì thế mà bị đồng nghiệp nghi ngờ. Tất nhiên cũng có đồng nghiệp muốn nịnh bợ cô ấy. Vương Lộ lên giọng nịnh nọt, sếp còn không nịnh tốt, bây giờ toàn bộ nhân viên của Quân Hằng đều xếp hàng chờ nịnh người ta. Và lúc này Lương Y Nhiên lại nhảy ra giả làm người tốt việc tốt, ngay thẳng lên án hành vi của Vương Lộ. Cũng nhận được cảm tình của Thành Giao, một công mà lại đôi việc. Lương Y Nhiên ngỏ ý mình mới đến Quân Hằng không lâu, thực sự cũng thiếu một trợ lý đáng tin cậy. Và cô ta đã mời Thành Giao ngại gia nhập đội của mình. Mặc dù Thành Giao chưa ngay lập tức đồng ý, nhưng sau khi tắt điện thoại và trốn tại nhà của chị gái, cô đã đề cập đến việc này với chị gái mình. Bao Duệ biết được chuyện tình cảm của Thành Giao và Tiền Hằng bị phơi bày, vội vàng thông báo cho Tiền Hằng. Khi phát hiện ra thì anh không thể liên lạc được với Thành Giao và chuyến bay sớm nhất chỉ có vào sáng hôm sau. Tiền Hằng không thể đợi được, đã nhờ Bao Duệ đặt một chiếc xe cho mình và liền từ nơi xa trở về trong đêm, đến công ty trước và anh nắm tay Thành Giao trước mặt tất cả nhân viên công khai mối quan hệ của họ. Tôi và Thành Giao là người yêu của nhau, chính tôi là người đã chủ động theo đuổi cô ấy. Giữa chúng tôi không hề có chuyện gì làm sai lệch công việc. Từ hôm nay trở đi tôi không muốn lại thấy Thành Giao chịu đựng mọi tin đồn và áp lực nữa. Cô gái chủ động chuyển đến bộ phận khác. Ba đồng nghiệp thân thiết của cô đều rất lưu luyến, mặt buồn rầu không nỡ chia tay. Thành Giao nghĩ rằng chỉ cần chuyển đến làm dưới quyền của Lương Y Nhiên sẽ có thể chặn đứng những lời ra tiếng vào. Nhưng không ngờ Lương Y Nhiên khi giới thiệu cô lại nhấn mạnh với hai trợ lý luật sư từng theo đội của mình. Cô ta yêu cầu họ phải chăm sóc tốt cho Thành Giao, nói rằng đây là yêu cầu trực tiếp từ Tiền luật sư. Hai trợ lý luật sư lập tức hiểu ý, mọi việc đều tự mình giải quyết, dù Thành Giao chủ động yêu cầu họ cũng không dám làm phiền người khác. Cứ thế Thành Giao cả ngày rảnh rỗi mà ở không ăn lương thì cũng kỳ, nên đành phải hỏi Lương Y Nhiên xem có việc gì cần mình giúp không. Không ngờ lại bị phái đi làm việc vặt, Tiền Hằng thấy vậy cũng cảm thấy lạ lùng. Khi được biết Thành Giao đến cục giám sát quản lý thị trường để lấy hồ sơ, anh tỏ vẻ không hài lòng. Phía bên ngoài ánh nắng chói chang, Thành Giao mang hồ sơ về, Lương Y Nhiên lại phân công cho cô một đống việc vặt khác, rồi còn đanh đá nhắn thêm một câu, có phải là quá phiền phức không? Thành Giao không tiện nói là phiền, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Kết quả là làm việc muộn mới có thể về nhà, may mà vẫn còn bạn trai đẹp đẽ ở nhà nấu nướng chờ sẵn. Người nào đó hôm nay chạy cả ngày nên cần nghỉ ngơi thêm một chút. Đây, ngồi xuống anh sẽ massage chân cho em. Hai người tâm sự với nhau, lúc này đồng hồ báo thức trên điện thoại reo lên. Nhìn thấy những dòng nhắc nhở trên màn hình của người yêu, Tiền Hằng thấy thú vị lắm hỏi bạn gái mình, những ngày này biểu hiện của anh thế nào? Thành Giao cho anh 99 điểm làm anh cười mãn nguyện, nhưng điểm tối đa Thành Giao đặt ra tận 2000 cơ. Tiền Hằng nghe xong thì nụ cười vụt tắt. Ngày hôm sau khi Thành Giao lên mạng chọn quà kỷ niệm 100 ngày thì Lương Y Nhiên tình cờ thấy. Cô ta biết rằng Thành Giao đang muốn tặng cho Tiền Hằng thì lại bắt đầu làm khó dễ. Đầu tiên là cà khịa rằng tặng Tiền luật sư những thứ rẻ tiền như vậy không phù hợp. Sau đó lại truyền bá cho cô quan niệm về sự tinh tế và xa xỉ. Khi bị Thành Giao phản bác đánh thép thì cô ta mới thay đổi giọng điệu. Lương Y Nhiên lại nghĩ ra một kế sách mới, bắt đầu phân công công việc cho Thành Giao. Mặc dù nguồn án từ hiệp hội gia đình không đạt được yêu cầu của Quân Hằng, nhưng Lương Y Nhiên dưới danh nghĩa rèn luyện Thành Giao khiến cô không thể từ chối. Sau khi bận rộn vì nữ nhân ghen ghét thì khi nhớ đến quà kỷ niệm 100 ngày chiếc vòng cổ mà cô đã chọn đã bán hết. Quà chỉ có thể sau này mới bổ sung được, nhưng nếu bây giờ chạy nhanh một chút cô vẫn có thể kịp về nhà ăn tối. Tiền Hằng tối nay lại phải đi công tác xa và hôm nay là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của họ. Thành Giao rất muốn cùng bạn trai ăn tối mừng kỷ niệm, nhưng vì danh tiếng của văn phòng luật sư Quân Hằng, nhiều người đặc biệt quan tâm đến cô.
khi ra ngoài trời đã tối và còn mưa to. Thành Giao dù đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. Cô gọi Tiền Hằng nhưng không thấy trả lời. Cô ngồi buồn bã một mình nhưng Tiền Hằng đã tạo cho cô một bất ngờ. Tiền Hằng đã đặc biệt thay đổi vé để ở lại và dành thời gian cho Thành Giao nhân dịp kỷ niệm 100 ngày. Thành Giao trải qua quá trình từ thất vọng đến hạnh phúc tràn trề. Tiền Hằng còn tinh tế nhận ra thứ cô thích. Anh lấy ra chiếc vòng đôi mà cô đã thích nhưng không mua được khiến cô cảm động rơi lệ. Đêm đó cô ôm gối chạy vào phòng của Tiền Hằng, cửa một khi đã đóng lại thì khi tỉnh dậy đã là sáng sớm. Luật sư Lý của văn phòng luật sư Kim Thành chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của cô ở tòa án, lại một lần nữa ra tay mời cô chuyển việc, Thành Giao không đồng ý. Anh ở trong chốc lát nguyên đơn lại vì cô làm mất bản gốc giấy nợ mà làm loạn ở văn phòng luật sư. Bà ta ném chứng đòi Quân Hằng miễn phí luật sư, thậm chí Thành Giao còn bị ném cho đầy mình bởi chứng. Đúng lúc này Lương Y Nhiên xuất hiện, mọi người đều tưởng rằng cô ấy đến để giải quyết tình hình. Không ngờ cô ấy lại nói Thành Giao đã thắng kiện, không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho đối phương, nhưng lại một cách âm thầm nhấn mạnh đến danh tính là chủ nhân của Thành Giao, còn tự đưa ra quyết định rằng mình trả tiền luật sư để miễn phí cho đối phương. Mọi người xung quanh nghe vậy liền bêu diếu Thành Giao, chỉ vì có bạn trai là sếp chống chân chứ cô không có năng lực gì. Khi Tiền Hằng vừa từ chuyến công tác trở về, lần đầu tiên đặt ánh mắt lên vị trí làm việc của bạn gái. Luật sư Thành Giao đã từ chức rồi, cô ấy không cho phép tôi nói với sếp. Hóa ra sau sự việc bị ném chứng, Thành Giao không chịu nổi những lời đồn đại của người khác. Cô ấy luôn muốn độc lập và tự chủ chứ không phải là phụ thuộc vào ai. Nhưng chỉ cần cô ấy còn ở Quân Hằng một ngày, tiếp tục yêu đương với Tiền Hằng thì cô ấy không thể thoát khỏi danh xưng Bình Hoa. Vì vậy cô ấy đã chủ động từ chức. Mặc dù Ngô Quân đã ra sức thuyết phục cô ấy ở lại, việc mất bằng chứng chỉ là một tai nạn, hứa hẹn sẽ tìm ra sự thật để minh oan cho cô, nhưng cũng không thể thay đổi quyết định của cô. Thành Giao cũng lo lắng rằng Tiền Hằng sẽ ngăn cản quyết định của mình. Vì vậy khi video call với anh, cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn dặn dò Đàm Dĩnh đừng nói với Tiền Hằng. Trong khi đó, Tiền Hằng sau khi hoàn thành công việc ở nước ngoài đang chuẩn bị trở về nước. Bao Duệ và Vũ Phi bàn bạc với nhau, hiếm khi đi nước ngoài một chuyến nên mua quà gì tặng cho bạn gái. Không ngờ Tiền Hằng lại coi thường hành động của họ. Vừa xuống máy bay, Tiền Hằng liền vội vàng đến công ty. Khi biết bạn gái từ chức thì cả người không được vui. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân từ phía đối diện, anh liền gọi Ngô Quân đến phòng tập boxing khiến anh bạn run rẩy sợ hãi. Ngô Quân nghi ngờ Lương Y Nhiên đã gài bẫy Thành Giao, nhưng anh ta không có bằng chứng. Lo lắng rằng sẽ để lại hình ảnh xấu cho công ty luật Quân Hằng như là bắt nạt nữ đối tác ngoại lai nên mới chần chừ không hành động. Nhưng Tiền Hằng thì không quan tâm đến những điều đó, trực tiếp yêu cầu kiểm tra camera giám sát. Mặc dù Lương Y Nhiên đã tắt điện khu vực văn phòng, nhưng ở hành lang vẫn còn một camera giấu kín ghi lại được hành động cô ta tắt điện. Dẫu vậy bằng chứng gián tiếp như vậy tất nhiên không đủ để chứng minh Lương Y Nhiên hãm hại Thành Giao. Tuy nhiên Tiền Hằng giận dữ không để ý đến định kéo đối phương đi kiểm tra dấu vân tay, vì cô ta đã chạm vào bàn làm việc và túi tài liệu của Thành Giao sẽ để lại dấu vân tay. Lương Y Nhiên lúc này mới chịu thừa nhận chính là tôi làm. Tôi cứ thấy cô ta không vừa mắt vì người ta quyến rũ anh. Tiền Hằng tức giận đến mức chuẩn bị gọi cảnh sát nhưng Ngô Quân lại đột ngột xuất hiện ngăn cản anh ta. Ngô Quân vẫn nhớ về tình bạn hữu thời đại học, không muốn phá hủy Lương Y Nhiên. Lúc đó cô ấy cũng là một cô gái rạng rỡ, là ngôi sao tương lai của khoa luật. Ngô Quân nói với cô về những chuyện thời đi học, hy vọng cô không bị cảm xúc sai lầm làm mờ mắt, hy vọng cô tìm lại được tinh thần ban đầu của mình. Sau khi anh ấy nói lời khuyên chân thành, Lương Y Nhiên cuối cùng cũng tỉnh ngộ, quyết định nghỉ ngơi một thời gian để đi du học nước ngoài. Cô ấy còn hẹn Thành Giao ra ngoài để nói lời xin lỗi về hành động ấu trĩ của mình. Tiền Hằng cũng thuyết phục Thành Giao quay trở lại Quân Hằng. Anh đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại Lương Y Nhiên ở văn phòng luật sư nữa. Nhưng Thành Giao đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Cô muốn suy nghĩ về kế hoạch tương lai, cô biết dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể đuổi kịp Tiền Hằng. Nhưng cô cũng là người trưởng thành, cô có quyền tự quyết định cho số phận cuộc đời mình. Bên này Ngô Quân đang hẹn hò vui vẻ với bạn gái. Ai có mà dè bè lũ bạn gái cũ kéo tới dội cho anh những gáo nước lạnh còn hơn giá rét Hà Nội. Mới chia tay với tôi chưa được 2 năm, anh đã có người mới. Đây là con cá thứ mấy trong ao của anh đấy. Ngô Quân cảm thấy rất hoang mang, anh đây đã hoàn toàn chia tay với các bạn gái cũ và rõ ràng là bị người ta hãm hại. Và dĩ nhiên không có lửa sao có khói, tất cả những điều này đều là sự trả thù của Tiền Hằng. Vì anh ta nói lời sai lầm khiến Thành Giao tức giận, không biết cách giải quyết nên đã tìm đến Ngô Quân để nhờ giúp đỡ. Khi đợi một thời gian dài mà không nhận được phản hồi từ phía đối phương, và thế là Ngô Quân nhận quả táo từ anh bạn thân. May mắn là họ đều là những người đã trải qua nhiều sóng gió. Những sự cố nhỏ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ và Thành Giao cũng đã đưa ra quyết định của mình. Cô chọn chấp nhận lời mời của luật sư Lý, chính thức gia nhập văn phòng luật Kim Thành. Luật sư Lý đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho Thành Giao, không ngờ Tiền Hằng ghen tuông đột nhiên xuất hiện, rồi ca khịa anh bạn kia đủ lời. Tôi nhớ là trước khi cậu chuyển đến Kim Thành, cậu vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp phải không? Nếu biết trước cậu và Thành Giao sẽ trở thành đồng nghiệp, tôi đã bảo họ nhẹ tay một chút rồi. Sau khi làm cho Cố Bắc Thanh phải chịu ám ảnh tâm lý, Tiền Hằng còn công khai mối quan hệ của mình với Thành Giao trước mọi người. Mọi người lúc này mới sáng tỏ ra vấn đề nằm ở bó hoa mà Cố Bắc Thanh tặng. Tiền Hằng thấy Cố Bắc Thanh tặng Thành Giao một bó sao băng, ý nghĩa của hoa sao băng là tình yêu thuần khiết dùng để tỏ tình đấy. Thành Giao giải thích cô và Cố Bắc Thanh chỉ là đồng nghiệp bình thường, mối quan hệ giữa các đối tác. Tiền Hằng nghe lời này từ bạn gái mình thì mới thực sự yên tâm, nhưng Cố Bắc Thanh lại cảm thấy buồn chán, anh đành dùng hồ sơ che mặt không muốn nhìn thấy Thành Giao. Khi anh bị Tiền Hằng bêu diếu sự yếu kém trước đây của mình,
Ở nhà mẹ của Tiền Hằng biết được con dâu tương lai không vội vàng kết hôn trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Vừa về đến nhà liền khóc lóc la hét, không ngờ lại phát hiện con trai cũng không có ý định kết hôn. Nghe những lời này khiến bà ta gần như suy sụp. Ai ngờ người chồng còn quá đáng hơn. Ông ấy thậm chí còn cá cược với bên nhà thông gia, xem cháu trai tương lai sẽ thân với gia đình nào hơn. Người thua phải giao toàn bộ tài sản cho người kia khiến cho câu chuyện cưới sinh càng thêm bùng binh. Tiền Hằng cảm thấy rất ngượng ngùng không biết phải làm gì. Kể từ khi Thành Giao chuyển đến văn phòng luật Kim Thành, mặc dù vẫn làm việc trong cùng một tòa nhà nhưng anh vẫn hy vọng cô quay trở lại Quân Hằng. Thật không may dù là nói lời hay ý đẹp với bạn gái, hay là cố tìm cách gẹo anh chàng học thức Cố Bắc Thanh, anh cũng không đạt được mục đích của mình. Thành Giao mời đồng nghiệp cà phê, Tiền Hằng tức giận cướp cà phê tự mình thưởng thức. Anh tức giận về công ty gọi Bao Duệ vào phòng có việc. Mọi người đều biết sóng gió đang tới, Bao Duệ sắp bị mắng lên bờ xuống ruộng. Vì giọng điệu đó không hề mang lại tin tức tốt và thực tế cũng vậy. Tiền Hằng càng nghĩ càng tức giận, trong lòng anh như búa bổ. Và lúc này không ngờ Thành Giao bất ngờ gửi tin nhắn. Việc này cứ như là giọt mưa mát lành làm dịu tâm trạng đang bốc hỏa của anh. Nhờ vậy mà giọng điệu nói chuyện với Bao Duệ trở nên mềm mại, yêu thương hơn. Tôi muốn nói rằng cà phê ở tầng dưới này làm rất ngon, cậu mua cho mọi người nhé. Ở một nơi khác, Cố Bắc Thanh chuẩn bị một đống bùa hộ mệnh, chỉ muốn nhanh chóng giải trừ lời nguyền của Tiền Hằng bởi vì anh ta thực sự sợ hãi. Theo thời gian trôi đi, những vụ kiện mà họ cùng nhau đại diện đều thắng lợi từng cái một. Thành Giao dần dần trưởng thành, Cố Bắc Thanh cũng dần dần lấy lại niềm tin cuộc sống, thậm chí còn giành lấy vị trí quán quân và á quân về doanh số hàng tháng của văn phòng luật Kim Thành. Mẹ của Tiền Hằng sau đó cũng biết chuyện, mãi đến lúc này mới phát hiện ra con dâu tương lai đã chuyển công ty. Bà với sự giàu có và quý phái của một quý bà, hành động của bà khiến ai thấy cũng cảm thấy nể phục vì quá keo lì và tái tranh. Bà mang ra bát canh sinh con mà bà nấu. Thành Giao phản bác: gì ạ, thực ra chúng con còn chưa có kế hoạch kết hôn. Nghe lời này, mẹ của Tiền Hằng lập tức cảm thấy tuyệt vọng, và đó là lý do cho cảnh mở đầu. Tiền Hằng là một luật sư gia đình hàng đầu trong ngành, anh đã chứng kiến quá nhiều mâu thuẫn và rạn nứt giữa các cặp vợ chồng, do đó không hề kỳ vọng gì vào hôn nhân, thậm chí cho rằng kết hôn là một gánh nặng. Anh ta cho rằng mình và bạn gái có cùng quan điểm, cho đến khi cùng Thành Giao tham gia hội ngộ cựu sinh viên mới biết rằng quan điểm của họ hoàn toàn khác nhau. Tiền Hằng đã đại diện cho quá nhiều vụ ly hôn, chứng kiến sự trốn tránh và phản bội trong hôn nhân nên đã phát triển tâm lý sợ hôn nhân. Nhưng anh ấy lại rất quan tâm đến bạn gái, luôn muốn quyết định mọi thứ thay cô ấy, đưa ra những kế hoạch tốt nhất, không ngờ lại vì thế mà phát sinh mâu thuẫn với bạn gái. Tiền Hằng thực sự không hiểu mình đã sai ở điểm nào. Vừa định tìm bạn gái để hỏi cho rõ thì bị Ngô Quân chặn lại, nói rằng giờ đến đó chắc chắn càng nói càng tệ. Bạn thân khuyên anh ta quay về biệt thự để bình tĩnh và cho Thành Giao một chút không gian. Còn Thành Tích cũng khuyên em gái mình không nên vội vàng đưa ra quyết định, cứ để Tiền Hằng lo lắng và tự nhủ với chính mình. Khi quay về biệt thự, Tiền Hằng sau vài ngày lạnh nhạt càng trở nên bực bội tội nghiệp. Bao Duệ bị tra tấn đến khóc không thành tiếng, lại bị luật sư Tiền la mắng. Thành Giao gần đây liên tục hợp tác với Cố Bắc Thanh và thắng nhiều vụ kiện. Ngược lại, luật sư Tiền lại trở nên cáu kỉnh như người trong thời kỳ mãn kinh. Trở lại văn phòng, luật sư Lý lại giao cho Thành Giao một vụ án khác, nói là khách hàng Trần Lâm Lệ yêu cầu cô làm luật sư đại diện. Nhiều năm trước bà và chồng cùng thành lập công ty, giờ đã có tài sản hơn 10 tỷ. Nhưng vài tháng trước khi gia đình ba người đi du lịch nước ngoài đi lên khinh khí cầu thì xảy ra tai nạn, chồng và con trai mất tại chỗ. Mặc dù Trần Lâm Lệ sống sót sau tai nạn lớn nhưng đã xảy ra tranh chấp về phân chia di sản với mẹ chồng và đã thất bại trong phiên tòa sơ thẩm. Mẹ chồng là bà Hoàng Nhiễm đã mời Tiền Hằng làm luật sư đại diện. Trần Lâm Lệ biết rằng anh ta chưa bao giờ thua kiện, vì vậy đã gửi hy vọng vào Thành Giao. Sau khi hiểu rõ yêu cầu của đối phương, Thành Giao trực tiếp nói rằng cô sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ta thắng kiện, nhưng sẽ không sử dụng danh tính của mình để ảnh hưởng đến luật sư bên kia. Mặc dù Trần Lâm Lệ nghe có vẻ hơi thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định để Thành Giao làm luật sư đại diện cho phiên tòa phúc thẩm. Khi Tiền Hằng biết Thành Giao nhận vụ án của Trần Lâm Lệ, anh vội vàng đến tìm, hy vọng cô từ bỏ việc đại diện cho vụ án này. Anh không muốn mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ hơn. Đây là công việc anh không thể nhường em được. Thành Giao liền đanh đá trả lời lại: tại sao anh phải nhường tôi? Hay anh nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng danh tính bạn gái để ép anh nhượng bộ? Anh chưa bao giờ coi tôi là một luật sư chín chắn, độc lập. Lần trước tôi nói về sự tôn trọng, anh chẳng hề lắng nghe. Thành Giao vừa đảm nhiệm một vụ án tranh chấp gia sản, nhưng chỉ sau vài ngày bên kia đã chọn tự kết liễu đời mình. Hóa ra hôm nay là ngày sinh nhật của chồng cô ta. Vì không thể chịu đựng được nỗi đau mất mát và cú sốc quá lớn này, cô ta đã nhảy lầu để chấm dứt nỗi đau này. Nghe từ những người làm chứng thì thật sự Trần Lâm Lệ thực sự rất yêu chồng. Do đó khi Thành Giao hiểu biết về khả năng thắng kiện rất thấp, Thành Giao hẹn gặp luật sư của đối tác Tiền Hằng để thảo luận và thuyết phục anh ta. Cô muốn đạt được sự thống nhất hòa giải giữa hai bên trước phiên tòa. Nhưng không ngờ khi Tiền Hằng nói anh ta khẳng định không có khả năng hòa giải, không thể giải quyết bất kỳ thỏa thuận nào. Nhưng theo quan điểm của Thành Giao thì bà Hoàng Nhiễm không muốn hòa giải vì bà nghĩ rằng con dâu ấy và con trai sống chung với nhau chỉ vì tiền, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Trần Lâm Lệ yêu chồng hơn chính bản thân mình và muốn kiểm soát quyền sở hữu cổ phiếu công ty, không phải để tranh đoạt gia sản mà là để bảo vệ công ty. Vì bà Hoàng Nhiễm không hiểu về quản lý doanh nghiệp nhưng Tiền Hằng không tin vào lời nói của cô ấy. Vì những thông tin tà ma ngoại đạo này đều đến từ lời Trần Lâm Lệ mà ra. Anh ta luôn nghĩ rằng hôn nhân chứa đựng quá nhiều mối quan hệ lợi ích, cuối cùng chỉ là một cuộc chiến tranh lợi ích mà thôi. Cho đến khi Thành Giao mang ra một bằng chứng video do những người làm chứng quay lại,
Trong video có thể thấy ngay từ lúc tai nạn xảy ra, Trần Lâm Lệ bị thương nặng, đầu tiên nghĩ đến không phải là xin người khác cứu mình mà là xin người cứu chồng và con trai. Những hình ảnh này đã tạo ra ấn tượng lớn đối với Tiền Hằng. Tại sao chúng ta không thể hòa giải? Mặc dù Tiền Hằng không lên tiếng ngay lập tức, nhưng vào ngày hôm sau, khi Thành Giao chuẩn bị đi làm, cô bất ngờ khi thấy bữa sáng và lá thư mà người thương để lại. Trong thư nói rằng anh ta sẵn lòng thử nghiệm để thuyết phục bà Hoàng Nhiễm. Kết quả là vào buổi tối cùng ngày, Hoàng Nhiễm đến bệnh viện để nói chuyện với con dâu. Bà cùng con dâu ôm nhau khóc đau đớn. Sau khi xem video, bà ấy cuối cùng tin rằng con dâu không vì tiền của con trai mà làm như vậy. Sau cuộc trò chuyện với con dâu, Hoàng Nhiễm liên tục cảm ơn Tiền Hằng và Trần Lâm Lệ, cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Thành Giao. Luật sư Tiền, anh là những người chuyên nghiệp và tận tâm nhất mà tôi từng gặp. Trong khoảnh khắc này, Tiền Hằng cuối cùng nhận ra rằng điều Thành Giao nói là đúng và anh ta tự nhìn nhận mình đã sai. Nếu gặp Thành Giao sớm hơn, có lẽ anh ta sẽ có thêm sự tôn trọng và hiểu biết đối với hôn nhân. Các vụ án trước đây có thể sẽ có kết quả khác biệt. Ngoài việc xin lỗi, Tiền Hằng cũng bày tỏ ý chịu trách nhiệm và cam kết rằng trong tương lai gần sẽ nhìn Thành Giao bằng con mắt bình đẳng khi đối mặt với cô ở tòa án. Sau vụ án này, Thành Giao thấy rất vui mừng và đồng ý với yêu cầu của người kia để đưa cô về nhà. Tuy nhiên, khi họ đi bên nhau đến lề đường thì Tiền Hằng bỗng nhiên ngơ người vì anh bất ngờ không tìm thấy xe, không có xe và không thể gọi xe, thế là họ chỉ có thể đi bộ về nhà. Điều không ngờ là họ lại gặp sự cố khác, với Thành Giao đang đeo giày cao gót cảm thấy đau chân. Tiền Hằng liền cõng cô trên lưng và họ ngồi trên ghế nghỉ gần trung tâm thương mại. Anh ta nói ra những lời anh ta muốn nói nhất lúc này. Thành Giao, chúng ta kết hôn nhé. Thành Giao từ chối vì quan điểm trước đây của Tiền Hằng. Thất bại trong việc cầu hôn, Tiền Hằng cảm thấy rất tệ. Không ngờ những lời anh ta nói trước đây lại được sử dụng để đối mặt với chính bản thân mình. Mặt khác, sau những nỗ lực không ngừng của Ngô Quân, thì Thành Tích cuối cùng cũng đồng ý gia nhập công ty Quân Hằng. Và cô ấy cũng trở thành đối tác mới. Tiền Hằng ngay sau đó nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ đối phương, giao cho anh chú cún Ngụy Thành Thiên và nhờ anh chăm dùm. Tiền Hằng đã đồng ý với yêu cầu của Thành Tích. Không lâu sau, vì đã thúc đẩy sự hòa giải giữa Trần Lâm Lệ và Hoàng Nhiễm, cả Tiền Hằng và Thành Giao đều được Hiệp hội Luật sư khen ngợi. Mọi người đều rất phấn khích, đặc biệt là Ngô Quân, người tuyên bố sẽ tổ chức một bữa tối hải sản lớn vào tối đó. Tuy nhiên, sau khi ăn tối và trở lại, Tiền Hằng phát hiện Ngụy Thành Thiên không còn ở đó nữa. Sau một hồi tìm kiếm, anh ta mới phát hiện ra nó đang ăn sô cô la từ thùng rác. Anh hoảng sợ và nhanh chóng đưa Ngụy Thành Thiên đến bác sĩ thú y. Sau đó anh ta ôm Ngụy Thành Thiên và đứng trước cửa nhà Thành Giao suốt một hồi lâu. Cuối cùng Thành Giao cũng đã về. Khi biết được nguyên nhân, Thành Giao đã cho Tiền Hằng vào nhà. Tiền Hằng nhanh chóng cảm thấy không thoải mái. Thành Giao tưởng rằng đó là lý do mà anh ta muốn ở lại, nhưng chỉ khi chạm vào trán anh mới phát hiện ra anh đang sốt. Do đó Tiền Hằng tự nhiên ở lại và tận hưởng sự chăm sóc của cô ấy. Anh được ăn cháo do cô ấy nấu. Trong khoảnh khắc này anh ta cảm thấy hạnh phúc như đang nắm giữ một điều gì đó quan trọng. Thành Giao, anh muốn kết hôn. Tiền Hằng xin lỗi vì những chuyện trước đây và hứa sẽ thay đổi. Thành Giao tỏ ra thích thú với cách cô kích thích sự thèm khát của Tiền Hằng và cô cảm thấy rất thú vị. Tuy nhiên khi Đặng Minh, gã đàn ông xấu xa, xuất hiện một lần nữa, khi hắn bước ra bôi nhọ Tiền Hằng thì Thành Giao trở nên tức giận. Đặng Minh thông qua chủ tịch Hiệp hội Luật sư biết được rằng giải thưởng cán cân vàng năm nay có thể thuộc về Quân Hằng. Đột nhiên anh ta nảy sinh sự ganh tị. Không ngờ sau khi quay lại văn phòng luật sư, anh ta lại được thông báo rằng nhiều khách hàng lớn đã chuyển sang Quân Hằng. Tức giận, anh ta liên hệ với phóng viên ngay lập tức, tuyên bố rằng giải thưởng cán cân vàng năm nay đã được xử lý một cách gian lận và được đặt cược cho Quân Hằng. Ngay sau đó anh ta xuất hiện trên truyền hình để phỏng vấn và bôi nhọ Quân Hằng. Ngô Quân và cả Thành Giao đều tỏ ra tức giận. Họ liên tục đến đài truyền hình, muốn được thực hiện một chương trình riêng để làm sáng tỏ tình hình. Tuy nhiên đạo diễn chương trình cho rằng họ không đủ tư cách. Lúc này Tiền Hằng cuối cùng đã xuất hiện với một câu nói đầy thách thức. Anh làm cho cả ba người hiện đang có mặt trở nên hứng khởi. Đánh bại Đặng Minh, tôi chỉ có thể chứng minh thế nào là ao trình. Khi đoạn tư liệu quảng cáo được chuyển đến Quân Hằng, tất cả mọi người đều học theo ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc họ đã đến ngày quay chương trình với sự sáng tạo của đội ngũ sản xuất. Thậm chí Đặng Minh cũng được mời đến để thách thức Quân Hằng. Cùng lúc này, sau khi thảo luận về vụ án thì Đặng Minh thua hoàn toàn. Đồng thời Thành Tích cũng đăng một video trên mạng, ngoại trừ làm rõ những điều bị bôi nhọ về mình. Thành Tích cũng kể lại những hành động của Đặng Minh trong hôn nhân và sự quấy rối liên tục của anh sau ly hôn. Cuộc đời đầy vết dơ của anh ta cứ thế thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Thậm chí cả khán giả tại đang xem tại chương trình cũng lên tiếng chỉ trích anh ta. Họ mắng nhiếc anh, một người dám chửi thì cả khán đài cứ thế mà hùa theo. Sau cuộc phỏng vấn, Tiền Hằng lần thứ ba tỏ tình cầu hôn Thành Giao. Khi thấy sự chân thành của Tiền Hằng, Thành Giao cuối cùng cũng cảm động và đồng ý. Cô tiến đến hôn Tiền Hằng đánh dấu sự hạnh phúc của hai người. Còn Thành Tích và Ngô Quân cũng có một kết cục hạnh phúc. Họ trao nhau nụ hôn chính thức là của nhau. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.